Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Chương 1751, hiểu biết của chúng ta với thần quốc quá ít. Lúc này, Sở Chân Nhân nói, đi với chúng ta, có chuyện cần thương lượng với cậu. Nói xong, ông xoay người rời đi. Diệp Huyên nhún vai một cái, sau đó nhìn Mạc Tà hơi lo lắng bên cạnh, cười nói, đã không sao rồi. Mạc Tà gật đầu, không thể không nói, dáng vẻ của Diệp Huyên khi nãy có hơi đáng sợ. Diệp Huyên đi theo Sở Chân Nhân và Đường Diêm vào trong Đạp Thiên Điện, lúc này, bên trong còn có bốn người, ba người trong đó hắn có quen, chính là Tinh Chủ, Yêu Vương và Võ Sư Nam Phái. Ngoài ra còn có một người đàn ông trung niên, người này chính là Phó Thống lĩnh Sở Cuồng của Thần Đạo Quân hiện giờ. Mà Thần Đạo Quân có tổng cộng ba Phó Thống lĩnh. Sở Cuồng nhìn Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ tò mò. Vì thái độ của mấy người Sở Chân Nhân với Diệp Huyên giống như đang cư xử với cao thủ cùng cấp bậc vậy, mà Diệp Huyên rõ ràng chỉ mới là vạn pháp cảnh. Đương nhiên thân phận kiếm thánh vẫn không thể coi thường, có điều theo lý mà thôi, có lẽ kiếm thánh vẫn chưa đủ lọt vào mắt những người này. Sở Cuồng cũng không hỏi thêm nữa, cất lời, chư vị tiền bối, thống lĩnh đang bế quan, tạm thời không thể ra ngoài, mong các vị thứ lỗi. Sở Chân Nhân đáp, không sao. Nói chính sự đi. Sở Cuồng gật đầu, theo tin tức chúng ta nhận được, thần chủ của thần quốc đang triệu tập đại quân và các cao thủ mạnh trong nước, về phần rốt cuộc có bao nhiêu người, chúng ta hoàn toàn không biết được, chỉ biết chắc chắn sẽ không ít, hơn nữa nền văn minh võ đạo trong thần quốc rất phát triển, có lẽ sự mạnh mẽ của những cao thủ kia sẽ vượt khỏi sức tưởng tượng của chúng ta. Diệp Huyên đột nhiên nói, hiểu biết của chúng ta với thần quốc quá ít. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyên, hắn nhẹ giọng nói tiếp, hiểu biết của chúng ta với bọn họ quá ít, đây là một chuyện rất bất lợi với chúng ta. Hai quân còn chưa giao chiến, chúng ta không biết gì về bọn họ cả, nhưng bọn họ lại biết thực lực của chúng ta, dưới tình huống này, chúng ta đã thua trước mấy phần rồi. Nói đến đây, hắn nhìn mọi người một cái rồi nói, ta đề nghị, tìm hiểu thực lực tổng thể của thần quốc trước. Sở Cuồng lắc đầu, không có cách tìm hiểu. Người của chúng ta hoàn toàn không thể đi vào thần quốc. Tinh chủ ở bên cạnh chợt chen miệng vào, người của ngươi không vào được, nhưng chắc Diệp thành chủ có thể mà, đúng không? Diệp Huyên cười, thế nào, còn chưa khai chiến mà tinh chủ đã muốn nội chiến rồi ư? Tinh chủ hờ hững nói, cũng không phải muốn nhằm vào cậu, mà vì phương pháp ẩn náu của Diệp Huyên cậu thiên hạ vô song, ta nghĩ có lẽ tiến vào thần quốc là một chuyện về cùng đơn giản với cậu, không phải sao? Chương 1752. Bọn họ thật sự sợ như thế. Diệp Huyên nhìn thẳng vào tinh chủ thực lực mạnh mẽ như thế, có lẽ đi dò thám một tin tức cũng không phải chuyện gì khó đúng không? Tinh chủ cười, có lẽ Diệp thành chủ không biết, ta chỉ vừa rời khỏi nơi này thì người của thần quốc đã biết ngay rồi. Diệp Huyên cười, vậy tinh chủ có nghĩ đến việc, nếu ta đi thần quốc, một khi bị phát hiện thì sao? Vẻ mặt tinh chủ không chút cảm xúc, chuyện gì cũng đều có nguy hiểm. Nếu Diệp thành chủ đã có năng lực này thì chịu chút nguy hiểm có là gì? Diệp Huyên càng cười tươi hơn, vậy sao tinh chủ không tự mình đi gánh vác nguy hiểm này đi? Tinh chủ nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Lúc này, Yêu Vương chợt chen miệng vào, bây giờ chúng ta thật sự cần một người tiến vào thần quốc, dò la tin tức cho chúng ta. Nói xong, gã nhìn Diệp Huyên một cái. Đường Diêm nói, dù cách che giấu của Diệp thành chủ là thiên hạ vô song, nhưng thần quốc này cũng không phải một nước bình thường, nếu sau khi vào thành hắn bị phát hiện. Nói đến đây, ông ta lắc đầu, không nói tiếp nữa. Lúc này, tinh chủ nói, cũng phải, nếu sau khi Diệp thành chủ đến thần quốc bị phát hiện, thần quốc thấy hắn có tiềm lực phi phàm, nói không chừng sẽ kêu gọi hắn, khi đó, có lẽ đây không phải chuyện tốt lành gì với chúng ta. Nghe vậy. Mấy người Sở Chân Nhân lập tức xa sầm mặt. Bọn họ thật sự sợ như thế. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười lắc đầu, đáng buồn, thật đáng buồn. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyên thì nhìn tinh chủ, đừng trách ta nói thẳng, liên minh trật tự ông ngoài việc chia rẽ nội bộ thì chẳng làm được gì nữa cả. Láo xược, Sở Cuồng ở cách đó không xa đứng bật dậy, hắn ta lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, Diệp thành chủ. Nơi này không phải là thần võ thành của cậu, nói chuyện cẩn thận một chút. Hắn ta cũng là người của liên minh trật tự. Diệp Huyên cười, cẩn thận một chút, ông nghĩ mình là ai? Dứt lời,
kiếm Thiên Chu đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Diệp Huyên chĩa kiếm vào Sở Cuồng, chẳng lẽ các ông không đáng buồn ư? Đến nay thi thể tiên tổ của liên minh trật tự các người vẫn còn treo ở Táng Thần Nguyên, các người không lo nghĩ cách đưa thi thể ông ta về, mà cứ nghĩ xem nên giết chết ông đây như thế nào. Nói đến đây, hắn chĩa kiếm về phía tinh chủ, đặc biệt là ông, tinh chủ, không phải liên minh trật tự của ông ngang tàng lắm à? Đi ngang tàng với thần quốc đi, nhằm vào ông đây làm gì? Ông đây cũng không ngược đãi thi thể của tiên tổ các người. Chương 1753, ta sợ chết. Tinh chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt ông ta chứa đựng sát khí. Diệp Huyên không hề sợ hãi, trên người hắn dần xuất hiện ánh sáng đỏ như máu, vẻ mặt dữ tợn, ông đây nghĩ mãi mà không hiểu, thi thể tiên tổ của mình đã bị người ta treo ở Táng Thần Nguyên, nhưng các người vẫn nhịn được. Dù sao nếu là ta, thì ta đã sớm đi xử thần quốc rồi. Võ sư Nam Phái ở bên cạnh chợt nói, Diệp Thành Chủ, thần quốc không đơn giản như vậy đâu, suy nghĩ của cậu quá cực đoan, bình tĩnh lại trước đã. Diệp Huyên nổi giận, bình tĩnh cái gì? Bây giờ rõ ràng tinh chủ này là muốn hại chết ta còn bình tĩnh được sao? Võ sư Nam Phái lắc đầu, không biết làm sao, Diệp Thành Chủ, chúng ta cũng không nói cậu nhất định phải mạo hiểm đến thần quốc, cậu có thể đừng kích động như thế không? Diệp Huyên lạnh lùng nói. Năm người các ông là một phe, chỉ biết cùng nhau ức hiếp ta. Võ sư Nam Phái. Lúc này, Sở Chân Nhân nói, Diệp Tiểu Hữu, cậu lấy lại bình tĩnh trước đã. Diệp Huyên gật đầu, được, ta bình tĩnh. Nói xong, hắn ngồi về chỗ cũ, nhưng vẫn không thu kiếm về. Sở Chân Nhân hơi do dự, sau đó nói, Diệp Thành Chủ, sáu người chúng ta là đối tượng thần quốc chú ý, chắc chắn mỗi hành động của chúng ta đều sẽ kinh động đến bọn họ. Vì thế, sáu người chúng ta đều không thể đi thần quốc. Còn cậu thì khác, thần quốc sẽ không quá chú ý đến cậu, thực lực của cậu còn mạnh, cho nên. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta sợ chết. Mọi người. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, tuy sợ chết, nhưng ta vẫn đồng ý đi thần quốc. Mọi người hơi ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta biết bây giờ chúng ta nên đoàn kết nhất trí, mà bây giờ mọi người cần ta. Ta cũng không thể đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Nhưng ta có mấy điều kiện, nếu các vị đồng ý thì ta sẽ đi thần quốc. Sở Chân Nhân gật đầu, cậu nói đi. Diệp Huyên nói, thứ nhất, ta cần ít nhất 20 thanh kiếm tạo hóa cảnh, đương nhiên kiếm đạo cảnh cũng được. Thứ hai, ta cần một bảo vật phòng ngự thấp nhất là đạo cảnh. Thứ ba, ta nghèo, ta cần một ít thần tinh, mấy triệu là được, cuối cùng, ta muốn chư vị có thể đảm bảo cho an toàn của ta. Còn việc bảo vệ như thế nào, các vị tiền bối nghĩ cách đi. Nói đến đây, hắn nhìn mấy người Sở Chân Nhân, ta đi liều mạng cho mọi người, mấy yêu cầu này của ta cũng không quá đáng đâu nhỉ. Mọi người, trong điện đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ngoài bảo vật đạo cảnh kia, thật ra những yêu cầu khác của Diệp Huyên đều không quá đáng lắm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1754. Ngươi không có năng lực đó. Có điều trong lòng mọi người vẫn có hơi khó chịu. Vì Diệp Huyên làm thế này có hơi giống ép buộc. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, nếu chư vị cảm thấy khó xử cũng không sao, đổi người đi là được. Dẫu sao chuyến đi đến thần quốc này không khác gì phải đi liều mạng, không giấu mấy vị tiền bối, ta cũng rất sợ chết. Lúc này, Yêu Vương đột nhiên nói, Diệp Thành Chủ, thần quốc xâm phạm, đáng lẽ mọi người phải đoàn kết nhất trí. Cách làm này của cậu. Diệp Huyên nhìn Yêu Vương, ta nghe nói yêu tộc cũng có thiên tài siêu cấp, hơn nữa còn ở trên bảng đạo, có lẽ thực lực không yếu, không bằng phái hắn ta đi đi. Nếu hắn ta chịu đi, ta sẵn lòng tặng cho hai thanh kiếm tạo hóa cảnh. Nghe vậy, Yêu Vương lập tức xa sầm mặt, hắn không giỏi ẩn nấu. Diệp Huyên cười, cái cớ, đều là cái cớ thôi, ông là sợ hắn ta đi tới bên kia xảy ra chuyện. Thế nào? Mạng thiên tài yêu tộc các người là mạng của ta thì không phải mạng à. Yêu Vương nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cũng không sợ, dù sao Yêu Vương này đã nhiều lần nhằm vào hắn, hắn cũng không cần nể mặt đối phương. Lúc này, Sở Chân Nhân nhỏ giọng thở dài, Diệp Tiểu Hữu, mấy thứ khác thì dễ bàn rồi, nhưng bảo vật cấp bậc đạo cảnh kia cái này. Diệp Huyên ngắt lời ông, không phải liên minh trật tự có bảo vật cấp bậc đạo cảnh sao? À đúng rồi, gọi là, giáp thiên thần.
Ta cảm thấy rất tốt. Tinh chủ ở cách đó không xa nhìn Diệp Huyên, cậu nằm mơ giữa ban ngày cái gì vậy? Mấy người Đường Diêm cũng lắc đầu, giáp thiên thần này là bảo vật trên bảng treo thưởng tinh tế, còn đứng thứ 6, dù không tốt như bảo vật của Diệp Huyên, nhưng đó cũng là bảo vật hàng đầu. Diệp Huyên có ý đồ với bảo vật này, đúng là nghĩ nhiều quá rồi. Diệp Huyên đột nhiên nói, tinh chủ, ta với ông làm giao dịch đi. Tinh chủ nhìn Diệp Huyên, không làm. Bây giờ ông ta rất đề phòng Diệp Huyên, thật sự chưa từng có ai vô sỉ như hắn cả. Diệp Huyên nói, ta đi lấy thi thể của tổ sư cổ đạp thiên của liên minh trật tự các người về, được chứ? Nghe vậy, tinh chủ lập tức híp mắt lại. Diệp Huyên cười, có làm không? Nếu làm thì đưa bảo vật kia cho ta. Tinh chủ hờ hững đáp, ngươi không có năng lực đó. Diệp Huyên nói, cái này không cần ông quan tâm, ông chỉ cần nói có muốn hay không thôi. Tinh chủ im lặng một lát rồi nói, cậu lấy về, ta sẽ đưa bảo vật đó cho cậu. Diệp Huyên cười, ông tưởng ta bị ngu à? Lấy về rồi ông không chịu thì ta phải làm sao? Chương 1755, mọi người xem như đã hiểu rồi. Nói xong, hắn nhìn Sở Chân Nhân, Sở Tiền Bối. Ta có thể không cần bảo vật này, nhưng ta vẫn cần 20 thanh kiếm cấp bậc tạo hóa cảnh, nếu các vị tiền bối có thể thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ này của ta, cho dù có liều mạng, ta cũng sẽ dò la rõ ràng thực lực của thần quốc. Mà nếu các vị tiền bối thấy khó xử thì xem như ta chưa từng nói đi. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Mọi người xem như đã hiểu rồi. Muốn Diệp Huyên này đi liều mạng không phải không được, nhưng phải cho hắn lợi ích. Lúc này, võ sư Nam Phái nói, đưa cho hắn 20 thanh kiếm đi. Dẫu sao lần đi thần quốc này cũng rất nguy hiểm, không thể không có lợi ích gì được. Diệp Huyên nhìn võ sư Nam Phái một cái, trong 5 người này, chỉ có võ sư Nam Phái thỉnh thoảng nói chuyện giúp hắn. Còn Sở Chân Nhân kia, hắn không nhìn thấu. Sở Chân Nhân gật đầu, thế thì đưa cho tiểu hữu 20 thanh kiếm vậy. Nói xong, ông vung tay phải lên, 4 thanh kiếm xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. 4 thanh kiếm đều có cấp bậc tạo hóa cảnh, mỗi một thanh đều phả ra hơi thở kiếm đạo cổ xưa. Không phải kiếm cấp bậc tạo hóa cảnh bình thường. Lúc này, võ sư Nam Phái lại nói, mấy năm nay ta cũng thu thập được một ít, cho cậu đấy. Nói xong, ông ta vung tay phải lên, 4 thanh kiếm xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Chương 1756, thần đạo binh của ta cũng rất nóng nảy. Tất cả đều có cấp bậc tạo hóa cảnh. Yêu vương cũng đưa ra 4 thanh kiếm. Chỉ còn lại tinh chủ. Diệp Huyên nhìn tinh chủ, ông ta cũng không hề do dự, bấm ngón tay một cái, 4 thanh kiếm bay đến trước mặt Diệp Huyên. 20 thanh. Diệp Huyên thầm cảm thán, mấy lão quái vật này không phải giàu có bình thường đâu. Lúc này, Sở Chân Nhân cong ngón tay, một hòn đá to bằng nắm đấm bay đến trước mặt Diệp Huyên, đây là đá truyền tống không gian. Nếu cậu gặp phải nguy hiểm có thể bóp vỡ nó, đá này sẽ lập tức truyền tống cậu về đây. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nhận lấy 20 thanh kiếm và đá truyền tống không gian. Sau đó, hắn chắp tay với mọi người, chư vị tiền bối, ta phải bế quan 3 ngày trước, 3 ngày sau ta sẽ đi thần quốc, nhưng ta sẽ lặng lẽ đi tới đó, hy vọng các vị có thể giữ bí mật cho ta. Sở Chân Nhân gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyên không nói gì nữa, xoay người rời đi. Sau khi Diệp Huyên đi, tinh chủ chợt nói, người này là một tên thổ phỉ, còn lòng tham không đáy, các người thật sự dung túng hắn như thế ư. Sở Chân Nhân nhìn tinh chủ, vậy không bằng để thiên tài của liên minh trật tự đi nhé. Tinh chủ nhíu mày, không nói gì. Sở Chân Nhân lắc đầu, tinh chủ, ta biết ân oán của liên minh trật tự ông với hắn, nhưng ông phải hiểu bây giờ là lúc nào. Bây giờ Diệp Huyên đang đứng cùng một chiến tuyến với chúng ta. Nếu hắn đứng về phía chúng ta thì cũng có lợi cho chúng ta. Võ sư Nam Phái gật đầu, Sở huynh nói có lý, Diệp Huyên này chiến lực không tầm thường, hơn nữa còn giỏi ám sát. Phải biết rằng chúng ta khai chiến với thần quốc, nếu thế hệ trẻ không có người đứng ra, thì thế hệ trẻ của chúng ta sẽ bị thiên tài thần quốc tàn sát, khi đó chúng ta sẽ vô cùng bất lợi. Mà có Diệp Huyên, áp lực của thế hệ trẻ bên phía chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều. Tinh chủ im lặng. Đường Diêm cũng nói, hắn đi thần quốc cũng nguy hiểm thật. Muốn chút đồ tốt như vậy cũng dễ hiểu, việc cấp bách của chúng ta bây giờ là phải chống lại thần quốc thế nào, về ân oán giữa hắn và liên minh trật tự, sau khi mọi chuyện kết thúc, ông muốn sao thì cứ làm vậy.
Lúc này, Sở Chân Nhân nhìn Sở Cuồng ở cách đó không xa, ra lệnh bảo thần đạo binh của cậu đừng trêu vào người này tính tình nóng nảy, nếu đi tìm hắn, hắn sẽ bất chấp hậu quả khiến cậu phải chịu thiệt thòi đấy. Sở Cuồng hờ hững nói, thần đạo binh của ta cũng rất nóng nảy. Sở Chân Nhân nhìn Sở Cuồng, Sở Thống Lĩnh, cậu phải hiểu một điều, hắn đã từng một mình giết chết hơn 30 cao thủ đạo cảnh. Còn nữa, huyết mạch kia của hắn có vấn đề, sau khi giết một người, hắn sẽ bị mất khống chế, tốt nhất cậu nên bảo người của mình đừng trêu vào hắn, nếu không, lão phu không giúp cậu được đâu. Chương 1757, Tiến hóa. Nói xong, ông xoay người rời đi. Võ sư Nam Phái ở một bên cũng nhìn về phía Sở Cuồng, đừng trêu vào thằng nhóc nóng nảy kia. Hắn nổi điên lên thật sự đau đầu lắm. Nói xong, ông ta cũng đi. Yêu Vương nhìn Sở Cuồng, ta lại mong thần đạo quân của cậu có thể khiến hắn bớt kiêu căng. Nói xong, gã cũng biến mất. Chẳng mấy chốc, trong điện chỉ còn lại Tinh Chủ và Sở Cuồng. Sở Cuồng nhìn Tinh Chủ lắc đầu, tạm thời đừng trêu vào người này. Sở Cuồng trầm giọng hỏi, người này thật sự yêu nghiệt thế sao? Tinh Chủ khẽ đáp, cái đáng sợ của hắn không phải là thực lực, mà là liều, nói đánh là đánh, không suy nghĩ đến hậu quả, chỉ muốn giết chết ngươi, đây là một kẻ lỗ mãng, tạm thời không kiếm chuyện với hắn thì hơn. Nói xong, ông ta xoay người biến mất. Sở Cuồng. Sau khi rời khỏi Đạp Thiên Điện, Diệp Huyên tìm một nơi yên tĩnh, sau đó hắn lấy một thanh kiếm tạo hóa cảnh ra đâm vào bụng mình. Hấp thụ. Chẳng mấy chốc, nguồn năng lượng tinh thuần tràn ra từ trong người hắn. Hấp thụ. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trong tháp giới ngục, khi thanh kiếm tạo hóa cảnh này bị hắn hấp thụ, thân thể hắn bắt đầu run lên. Ở cách Diệp Huyên không xa chính là A Việt. A Việt quan sát Diệp Huyên, trong mắt lộ vẻ tò mò. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cách tu luyện hấp thụ kiếm thế này. Một lúc lâu sau đó, Diệp Huyên lại lấy một thanh kiếm ra cắm vào bụng mình. Oanh! Một hơi thở mạnh mẽ tràn ra từ trong người hắn. A Việt không quan tâm đến Diệp Huyên nữa mà đi sang một bên nhìn Đế Khuyển, lúc này Đế Khuyển cũng đang tu luyện. Sau khi nhận được quà của tiểu tử kia, Đế Khuyển bắt đầu bế quan, mà mỗi ngày, hơi thở của nó sẽ mạnh hơn một chút. A Việt quan sát Đế Khuyển một lúc, nhẹ giọng nói, e rằng tên này sắp quay lại thời kỳ đỉnh cao rồi. Không đúng, tử khí của tiểu tử kia đang thay đổi huyết mạch của tên này, là sắp tiến hóa rồi sao? Tiến hóa. Chương 1758. Ngự pháp cảnh. Từ trước đến giờ, thành tựu của rất nhiều yêu thú đều dựa vào huyết mạch, có thể nói là huyết mạch quyết định thành tựu của yêu thú, huyết mạch vô cùng quan trọng với yêu thú. Đương nhiên là cũng có ngoại lệ. Chính là tiến hóa. Mà muốn đột phá huyết mạch của mình, tiến hóa đến cấp bậc cao hơn, không gặp cơ duyên lớn thì chắc chắn không có khả năng. Nhưng Đế Khuyển bây giờ đã có dấu hiệu tiến hóa rồi. Rốt cuộc tiểu tử kia là tồn tại gì? A Việt nhíu chặt mày. Lúc này, nàng ta không nhịn được nghĩ nếu lúc đó tiểu tử kia cũng cho mình chút tử khí, thì mình có thể tiến hóa không? Đương nhiên đạo tắc cũng có thể tiến hóa. Nghĩ lại vẫn thấy hơi tiếc nuối. A Việt lắc đầu, lúc trước nếu mặt dày một chút, có lẽ bây giờ mình đã hồi phục gần xong rồi. A Việt xoay người đi, nàng ta quay về tầng thứ 5, trong tầng 5 lúc này, Tiểu Linh Nhi đang tưới cho một gốc linh thụ. A Việt đi vào xem, Tiểu Linh Nhi xoay người cười tươi với nàng ta, sau đó tiếp tục tưới. Nhìn một hồi, vẻ mặt A Việt chợt trở nên nặng nề. Vì nàng phát hiện Tiểu Linh Nhi này trở nên hơi khác thường. Cũng sắp tiến hóa. A Việt nhìn Tiểu Linh Nhi, một lúc lâu vẫn không nói gì. Sau đó, A Việt nhẹ giọng nói, sau này phải mặt dày một chút mới được. 3 ngày sau, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trong tháp giới ngục đột nhiên đứng dậy, vừa mới đứng dậy, một hơi thở mạnh mẽ lập tức lan ra từ trong người hắn. Ngự pháp cảnh. 3 ngày, hắn đã hấp thụ tổng cộng 15 thanh kiếm tạo hóa cảnh. Sau khi hấp thụ những thanh kiếm tạo hóa cảnh này, cuối cùng hắn cũng từ vạn pháp cảnh đột phá đến ngự pháp cảnh. Diệp Huyên khép hờ mắt, xòe tay ra, kiếm Thiên Chu lặng lẽ lơ lửng trên lòng bàn tay hắn. Ngự pháp cảnh. Một lát sau, Diệp Huyên lắc đầu, bây giờ chỉ mới ngự pháp cảnh đã phải hấp thụ 15 thanh kiếm tạo hóa cảnh, thế sau này phải làm sao đây? Hơn nữa càng về sau,
tác dụng của kiếm tạo hóa cảnh càng thấp. Chương 1759, tìm đạo tắc. Đến lúc đó đi đâu tìm nhiều kiếm đạo cảnh như vậy để hấp thụ đây? Thật sự là một cái động không đáy mà. Lúc này, A Việt chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, cảm thấy thế nào? Diệp Huyên đáp, cảm thấy không giống với trước kia. Hơn nữa, ta phát hiện dường như thần thức của mình cũng mạnh hơn rất nhiều. A Việt gật đầu, bây giờ ngươi nâng cao một cảnh giới, các phương diện cũng sẽ được tăng cường, nhưng với thực lực của ngươi bây giờ vẫn không thể đối phó với đạo tắc tầng 6. Diệp Huyên hỏi, vậy nên làm sao đây? A Việt hờ hững nói, không phải vẫn còn có ta sao? Diệp Huyên vội nói, phải phải, có A Việt cô nương, đương nhiên sẽ không có vấn đề rồi. A Việt nói, chỉ sợ nó đã rơi vào tay người khác thôi. Diệp Huyên hỏi, nếu nó đã rơi vào tay người khác thì phải làm thế nào? A Việt nhìn Diệp Huyên một cái, nếu là bị ép thu phục thì cướp lại, còn nếu tự nguyện đi theo thì lừa về, không phải người giỏi lừa gạt lắm sao? Diệp Huyên, A Việt lại phàn nàn, mau đi đi, ta muốn ngủ một giấc, không có chuyện gì đừng làm phiền ta, nếu không ta sẽ đánh người đấy. Nói xong, nàng ta bèn muốn đi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, A Việt cô nương, tìm thấy đạo tắc tầng 6, ta có thể tiến vào tầng 7 chưa? Tầng 7, hắn vẫn chưa quên tầng 7 còn có một cái hộp và võ học có 102 kia. Võ học có 102. Nếu luyện được nhất kiếm vô lượng gì đó, với thực lực của hắn bây giờ, có lẽ đã có thể một kiếm giết chết tinh chủ rồi. A Việt im lặng một lát rồi nói, nếu ta liên thủ với đạo tắc tầng 6 thì sẽ có thể cho ngươi đi lên tầng 7. Đương nhiên bản thân ngươi vẫn sẽ gặp nguy hiểm nhất định, vì bây giờ chúng ta không có đạo tắc tầng 7, nếu ngươi cứ muốn xông vào chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Diệp Huyên cười khổ, A Việt cô nương. Sao cả tháp này cũng không thể đi vào tầng thứ 7 vậy? A Việt nói, vì bây giờ nó vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, ngươi nên thấy vui vì điều này. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Một lát sau, Diệp Huyên rời khỏi tháp giới ngục, lặng lẽ đi tới thần quốc. Tìm đạo tắc. Việc hắn cần làm bây giờ là cố hết sức tìm thấy nhiều đạo tắc hơn, một là vì sự ổn định của tháp giới ngục, hai là vì nâng cao thực lực của mình. Thực lực mạnh mẽ mới có thể tự vệ. Hắn không muốn số mạng của mình nằm trong tay người khác. Diệp Huyên vừa rời khỏi Vạn Sơn Trường Thành không bao lâu. Tinh chủ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Chương 1760. Giáp Thiên Thần cấp bậc đạo cảnh. Diệp Huyên nhíu mày, có chuyện gì à? Tinh chủ nhìn Diệp Huyên, người thật sự có thể mang thi thể của cổ tinh chủ về sao? Diệp Huyên hờ hững nói, có tin hay không là tùy ông. Tinh chủ bấm ngón tay, một chiếc nhẫn chứa đồ bay tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn một cái, bên trong nhẫn chứa đồ chỉ có một cái giáp. Giáp Thiên Thần cấp bậc đạo cảnh. Tinh chủ nhìn thẳng vào Diệp Huyên, nếu ngươi dở trò thì ngươi nhất định sẽ hối hận, ta đảm bảo. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Diệp Huyên cất nhẫn chứa đồ, sau đó để Giáp Thiên Thần vào trong tháp giới ngục, A Việt cô nương, thứ này có vấn đề gì không? A Việt ở tầng 5 quan sát Giáp Thiên Thần trước mặt, ngươi cần thứ rác rưởi này làm gì? Diệp Huyên. Lúc này, Giáp Thiên Thần trước mặt A Việt đột nhiên rung lên, ngay sau đó, một tia sáng đen bắn về phía nàng ta. A Việt giơ tay lên đánh một cái. Tia sáng đen kia lập tức bị đánh nát, sau đó, A Việt cho Giáp Thiên Thần kia một trận no đòn. Diệp Huyên lắc đầu, có phải Giáp Thiên Thần này bị ngu không? Tự nhiên lại đi trêu vào A Việt này, thế này chẳng phải là thèm ăn đánh à. Một lúc sau, Giáp Thiên Thần kia mới chịu yên. A Việt nói, thứ này không có vấn đề gì, chỉ thiếu đòn thôi. Nói xong, nàng ta ném Giáp Thiên Thần đi. Giáp Thiên Thần bị ném thẳng xuống tầng 1, khi đến tầng 1, Giáp Thiên Thần này phát hiện ra linh thụ tiểu linh nhi chồng. Một khắc sau, nó bay thẳng tới trước một cây linh thụ, biến thành một tia sáng đen bao phủ lấy nó. Linh thụ và linh quả kia lập tức bị nó cắn nuốt. Ngay sau đó, nó lại đi cắn nuốt linh thụ thứ hai, nhưng lúc này, tiểu linh nhi lại xuất hiện trước mặt nó. Tiểu linh nhi siết chặt tay, cô bé tức đến mức xanh mặt, ánh mắt lạnh như băng khiến người ta không rét mà run. Sau một thoáng yên tĩnh, tiểu linh nhi chợt thét to như dã thú, a a a a a a a a. Chẳng mấy chốc,
Giáp Thiên Thận bị Tiểu Linh Nhi đuổi chạy khắp nơi trong tháp giới ngục. Chương 1761, tiền bối quá khen. Không phải nó chưa phản kháng, nhưng sau khi Tiểu Linh Nhi lấy thanh kiếm trên đỉnh tháp ra, nó đã hoàn toàn từ bỏ việc phản kháng. Bên ngoài tháp giới ngục, Diệp Huyên lắc đầu, không cần phải nói, bây giờ không có ai cứu được Giáp Thiên Thần này hết. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, tiếp tục đi về phía trước. Điểm đến là Thần Quốc. Một lát sau, Diệp Huyên đi tới trước thi thể của Cổ Đạp Thiên, hắn lén nhìn xung quanh, không thấy gì cả. Một lát sau, hắn bay đến trước mặt Cổ Đạp Thiên, ông ta bị trói bằng xích sắt màu đen. Xích sắt đen nhánh, nhưng ở giữa lại có một đường đỏ như máu. Diệp Huyên đang muốn ra tay thì lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, người không phá được sợi xích này đâu. Diệp Huyên giật mình, ai đang nói chuyện vậy? Hắn nhìn một vòng xung quanh, sau đó nhìn về phía Cổ Đạp Thiên trước mặt, ông còn sống. Lúc này, Cổ Đạp Thiên trước mặt hắn đột nhiên ngẩng đầu, bấy giờ, Diệp Huyên phát hiện mắt của Cổ Đạp Thiên đã biến mất, chỉ còn lại hai cái hố đen ngòm. Cổ Đạp Thiên lắc đầu, ta đã chết từ nghìn năm trước rồi. Diệp Huyên bình tĩnh lại, tiền bối, vậy bây giờ ông là, xác chết trỗi dậy sao? Cổ Đạp Thiên. Diệp Huyên nhìn Cổ Đạp Thiên, hơi đề phòng. Dù sao thì cẩn thận vẫn hơn. Một lát sau, Cổ Đạp Thiên lắc đầu, chỉ là một tia thần hồn mà thôi. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên, ngươi là người của Kiếm Tông à? Diệp Huyên hơi do dự, đang định đáp lời thì Cổ Đạp Thiên lại nói, còn nhỏ mà đã là kiếm thánh, hơn nữa, ngươi không tệ đâu. Diệp Huyên lắc đầu, tiền bối quá khen. Cổ Đạp Thiên nhẹ giọng nói, hôm nay Thần Quốc lại muốn trở lại xâm lược rồi à? Diệp Huyên gật đầu. Cổ Đạp Thiên im lặng một lát rồi nói, liên minh trật tự ta bây giờ có người phong đế không? Phong đế? Diệp Huyên nhíu mày, có ý gì? Là cao thủ trên chứng đạo cảnh ư? Cổ Đạp Thiên lắc đầu, trên chứng đạo cảnh là trưởng đạo cảnh, trên nữa là thiên đạo cảnh, trên thiên đạo cảnh mới là đế. Liên minh trật tự bây giờ có người phong đế chứ? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu, hình như là không. Theo suy đoán của hắn, mấy người tinh chủ nhiều nhất chỉ là thiên đạo cảnh thôi. Chương 1762, đoạt xác. Cổ Đạp Thiên trầm giọng nói, ngay cả một người phong đế cũng không có thì sao chống lại Thần Quốc này được. Diệp Huyên lắc đầu, tiền bối, ta đưa ông đi khỏi đây. Cổ Đạp Thiên nói, thiếu niên. Ta có một yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể thỏa mãn ta không? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, tiền bối nói đi. Cổ Đạp Thiên gật đầu, ta bị kẹt ở nơi này đã nghìn năm nay, thân xác của ta bị treo ở nơi này phơi nắng dầm mưa, còn bị gió thổi ta không cam lòng biến mất trên thế gian này. Hơn nữa, hôm nay Thần Quốc kéo nhau trở lại, nếu không có ta, ai có thể ngăn cản bọn họ? Cho nên, tiểu hữu, ngươi phải giúp ta việc này. Diệp Huyên cúi đầu, tiền bối, ta không biết hồi sinh. Cổ Đạp Thiên nói, không cần sống lại, chỉ cần đưa ta cơ thể của ngươi là được. Dứt lời, một tia sáng đen đột nhiên xuyên qua giữa chân mày Diệp Huyên. Đoạt xác. Khi linh hồn của Cổ Đạp Thiên nhập vào trong đầu Diệp Huyên, ông ta sẽ phải phá hủy hoàn toàn linh hồn Diệp Huyên, chiếm quyền chủ đạo để điều khiển cơ thể hắn. Theo ông ta thấy, tuy rằng Diệp Huyên là kiếm thánh, nhưng cảnh giới rất thấp, linh hồn hắn căn bản không thể chống lại ông ta. Nhưng mà, sau khi tiến vào đầu Diệp Huyên, một tòa tháp nhỏ hư ảo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ông ta. Khi nhìn thấy tòa tháp hư ảo kia, sắc mặt Cổ Đạp Thiên thay đổi trong nháy mắt, ngươi. Sao tháp này lại ở trên người ngươi? Đoạt xác. Diệp Huyên không thể ngờ Cổ Đạp Thiên này lại có thể đoạt xác. Thực ra, thông thường một cao thủ chân chính sẽ không đoạt xác người khác. Bởi vì đoạt xác thể hiện bản thân họ kém cỏi. Hơn nữa, linh hồn của Cổ Đạp Thiên chỉ còn một mảnh, cho dù đoạt xác thành công thì cũng không có tác dụng gì, cùng lắm cũng chỉ sống thêm được một khoảng thời gian. Dù sao, nếu linh hồn đã không trọn vẹn thì không thể phục hồi lại được. Điều Diệp Huyên không ngờ chính là Cổ Đạp Thiên này lại không có một chút khí phách cao thủ nào, ông ta lại làm ra chuyện thấp kém thế này. Trong cơ thể Diệp Huyên, Cổ Đạp Thiên đang bị tháp giới ngục bao phủ, căn bản không thể nhúc nhích. Cổ Đạp Thiên trầm giọng nói, rốt cuộc ngươi là ai, vì sao lại có được tháp này? Chương 1763, tăng lên tới đạo cảnh không?
Diệp Huyên không nói lời nào, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm chấn hồn xuất hiện trong tay, ngay sau đó, kiếm chấn hồn xuyên thẳng nhập vào giữa hai chân mày Diệp Huyên. Bên trong tháp, kiếm chấn hồn bay lơ lửng tại đỉnh đầu Cổ Đạp Thiên, rất nhanh, nó bắt đầu hấp thu linh hồn Cổ Đạp Thiên một cách điên cuồng. Cổ Đạp Thiên tức giận nói, ngươi dám. Ông ta muốn phản kháng, nhưng lúc này ông ta đang bị tháp giới ngục trấn áp, căn bản không thể phản kháng. Lúc này đây, Cổ Đạp Thiên có hơi hoảng sợ. Một lát sau, phản kháng không có kết quả, Cổ Đạp Thiên trầm giọng nói, các hạ, nếu ngươi chịu buông tha cho ta, ta có thể mang đến cho ngươi rất nhiều lợi ích, ta. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, nếu ta hấp thu linh hồn hắn thì có thể lấy trộm trí nhớ của hắn. Diệp Huyên nói, hấp thu. Tiểu hồn mừng rỡ, cảm ơn tiểu chủ. Vừa dứt lời, kiếm chấn hồn bắt đầu rung lên dữ dội, rất nhanh, linh hồn Cổ Đạp Thiên càng trở nên mờ nhạt. Cổ Đạp Thiên gằn giọng nói, người muốn cá chết lưới rách sao? Lúc này, kiếm chấn hồn đột nhiên đâm thẳng xuống. Ầm. Trong phút chốc, linh hồn Cổ Đạp Thiên bị hấp thu trực tiếp, ngay cả chút sức phản kháng cũng không có. Linh hồn. Kiếm chấn hồn có thể khắc chế linh hồn, hơn nữa còn có tháp giới ngục giúp đỡ, Cổ Đạp Thiên này làm sao chống đỡ được. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên hưng phấn nói, tiểu chủ, linh hồn người này vô cùng mạnh, ta có thể sẽ thăng cấp. Thăng cấp? Diệp Huyên vội vàng nói, tăng lên tới đạo cảnh không? Tiểu hồn nói, có khả năng. Diệp Huyên cười nói, đây là chuyện tốt. Tiểu hồn nói, ta phải tiêu hóa linh hồn người này, trong thời gian này không thể phục vụ chủ nhân rồi. Diệp Huyên mỉm cười, không vội, người từ từ hấp thu. Tiểu hồn, một tiếng, sau đó bắt đầu tập trung hấp thu linh hồn Cổ Đạp Thiên. Diệp Huyên nhìn về phía thi thể Cổ Đạp Thiên, lắc đầu, hóa ra cao thủ cấp bậc cao như này cũng sợ chết. Nhưng cũng đúng, rất nhiều thời điểm, sống càng lâu, càng sợ chết. Chương 1764. Không phải là chúng đang tìm mình đấy chứ? Diệp Huyên không nghĩ nhiều, tay phải vung lên, trực tiếp thu thi thể của Cổ Đạp Thiên lại, sau đó, hắn xoay người chạy. Nhưng mà, cũng không có người nào xuất hiện. Diệp Huyên tiếp tục tiến về hướng thần quốc, hắn không dám dùng ngự kiếm đi xuyên không gian, vì vậy, sau khoảng 3 canh giờ, hắn mới đến dưới một tòa thành. Tòa thành tên, Thổ Mộc Bảo, rất lớn, nhìn từ xa trông giống như một con dã thú nằm sấp. Cổng thành không đóng, thường xuyên có người ra vào. Diệp Huyên lặng lẽ lẻn vào trong thành, bên trong thành cũng không nhiều người, và lại phần lớn đều là binh lính, mà hơi thở của những binh lính này đều rất mạnh, rõ ràng thực lực đều không hề yếu. Diệp Huyên tiếp tục đi, đúng lúc này, xa xa ở cuối đường đột nhiên xuất hiện một đám kỵ binh chạy gấp về phía cổng thành, kỵ binh dẫn đầu không ngừng hô, đóng cửa thành. Đóng cửa thành. Diệp Huyên nhíu mày. Hắn nhìn về phía cổng thành, nơi đó, cánh cổng đột nhiên đóng lại, một quầng sáng rất lớn bao phủ lấy cả tòa thành, không chỉ có như thế, một chùm tia sáng từ trên cao giáng xuống, không ngừng quét trong thành. Diệp Huyên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức nghiêm lại. Không phải là chúng đang tìm mình đấy chứ? Đúng lúc này, tia sáng kia sắp quét đến hắn, Diệp Huyên không dám để tia sáng kia quét phải, lập tức lui về phía sau, nhưng... Chùm tia sáng kia chừng như quét bao chùm, hắn căn bản không có chỗ lui. Diệp Huyên thấy không thể lùi, cũng không lùi lại nữa, lập tức để mặc chùm tia sáng quét trên người hắn. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng khí hỗn độn. Rất nhanh, chùm tia sáng kia quét qua người hắn, không có bất kỳ điểm khác thường nào. Diệp Huyên thở dài nhẹ nhõm, nhưng đúng lúc này, chùm tia sáng kia đột nhiên đi lùi, trực tiếp dừng lại chỗ hắn. Diệp Huyên lập tức biến sắc, có chuyện rồi. Lúc này, mười mấy hơi thở lớn mạnh đột nhiên vọt tới chỗ hắn từ bốn phía. Diệp Huyên không dám khinh thường, xoay người bỏ chạy. Lúc này, hắn không ẩn núp nữa, trực tiếp dùng đạo tắc không gian cộng thêm thuật ngự kiếm, dường như chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã xuất hiện ở bên ngoài thành, nhưng chùm tia sáng kia vẫn ở trên người hắn. Diệp Huyên đang muốn chạy trốn, mà lúc này... Một luồng đao khí đột nhiên phá không mà đến, tốc độ của đao khí quá nhanh, trong nháy mắt đã tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên không dám sơ suất, nâng tay chém một kiếm. Suy, chương 1765, Diệp Huyên cũng thu kiếm lại. Đao khí lập tức bị chém tan. Mà lúc này,
Một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, khi nhìn thấy cô gái kia, Diệp Huyên ngẩn cả người. Cô gái kia cũng sửng sốt. Diệp Huyên dĩ nhiên nhận ra cô gái này, chính là cô gái đuổi theo hắn và Mạc Tà đến Vạn Sơn Trường Thành lúc trước, chẳng qua lần này cô gái không có ngựa. Cô gái nhìn Diệp Huyên đánh giá, ngươi tới thần quốc ta làm gì? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, đến chơi. Cô gái hơi nhíu mày, kiếm tu vô liêm sỉ, ngươi nhất định là tới tìm hiểu quân tình. Diệp Huyên lắc đầu, không phải. Cô gái nói, ngươi chắc chắn là thế. Hôm nay ta phải chém chết ngươi. Vừa dứt lời, cơ thể nàng ta đột nhiên biến mất giống như ma quỷ. Suy. Giữa sân, một luồng đao khí sáng như tuyết chợt lóe qua. Nhanh. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyên, đao pháp của cô gái này còn nhanh hơn một bậc so với phi kiếm của hắn. Nhưng hắn không hề sợ. Diệp Huyên nâng tay chém một kiếm. Keng. Một tiếng gãy trong trẻo vang lên từ giữa sân, ngay sau đó, cô gái kia lùi trở về chỗ cũ, mà đao trong tay nàng ta đã bị gãy thành hai đoạn. Cô gái nhìn qua đao của mình, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, kiếm tu vô liêm sỉ, có dám buông kiếm kia xuống cùng ta đánh một trận công bằng. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, sau đó nói, như thế này thì sao, ta không cần kiếm, ngươi cũng đừng dùng đao. Chúng ta dùng tay, như thế nào? Cô gái nghĩ nghĩ, sau đó nói, được. Nói xong, nàng ta thu hồi thanh đao bị gãy. Diệp Huyên cũng thu kiếm lại. Lúc này, cô gái đột nhiên xông nhanh về phía trước, tốc độ của nàng ta quá nhanh, bởi vậy, nơi đi qua xuất hiện từng vệt giống như tàn ảnh thực sự. Mà vào khoảnh khắc cô gái kia biến mất, Diệp Huyên cũng biến mất theo, rất nhanh, hai người càng ngày càng gần, ngay lúc hai người cách nhau nửa trượng, trong tay cô gái đột nhiên xuất hiện một thanh đao, mà gần như cùng lúc, trong tay Diệp Huyên cũng có một thanh kiếm. Chương 1766. Thực lực của cô gái này thật mạnh. Hai người đồng thời ra tay. Một tiếng nổ vang lên, hai người lùi xa trăm trượng. Cô gái nhìn thanh đao trong tay mình, lúc này, thanh đao cũng đã vỡ vụn. Cô gái nhìn về phía Diệp Huyên, thu hồi đao, sau đó nói, lần này đánh thật sự. Diệp Huyên gật đầu, được. Vừa dứt lời, cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, tốc độ cực nhanh, làm cho sắc mặt Diệp Huyên lập tức đổi sắc, ngay sau đó, vô số đao khí bao phủ lấy Diệp Huyên. Xuy 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 xuy. Từng tiếng cắt kim loại khiến người ta tê dại ra đầu vang lên, mỗi một tiếng cắt vang lên. Diệp Huyên đều lùi mạnh về sau, mà cô gái chém điên cuồng cả một đường, một đao tiếp một đao, không cho Diệp Huyên có cơ hội nghỉ lấy hơi. Nhưng dần dần, ở bốn phía của cô gái xuất hiện từng thanh phi kiếm, những phi kiếm này xuất hiện không chút dấu hiệu, mà cùng với sự xuất hiện của phi kiếm, sự tấn công của cô gái chậm lại. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng xông về phía trước, chém một kiếm xuống. Uy lực của kiếm Thiên Chu khủng bố như thế nào? Một kiếm này của Diệp Huyên chém rách không gian trước mặt hắn một cách dễ dàng. Mà ở trước mặt Diệp Huyên, cô gái kia khi cảm nhận thấy một kiếm này của Diệp Huyên, sắc mặt khẽ thay đổi, hai tay nàng ta chập mạnh lại, khoảnh khắc vĩnh hằng. Vừa dứt lời, một ánh đao đột ngột chém bay ra từ trong lòng bàn tay nàng ta. Giữa sân, một tiếng nổ vang trời đột nhiên vang lên, mà cùng với nó, Diệp Huyên và cô gái đều liên tục lùi mạnh, mỗi người lùi xa mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, quần áo trên người Diệp Huyên bị xé toạc, máu tươi bắn tung tóe. Trên người hắn có không dưới 30 vết đao. Mà cách đó không xa, toàn thân cô gái cũng có hơn 10 vết kiếm, quần áo nàng ta đều bị máu tươi nhuốm đỏ. Sắc mặt Diệp Huyên trông khá nghiêm trọng. Nếu như vừa rồi hắn cầm không phải là kiếm Thiên Chu thì sợ là đã phải chịu thiệt lớn rồi. Thực lực của cô gái này thật mạnh. Chương 1767. Trời làm đao cho ta. Cô gái nhìn Diệp Huyên, nếu không phải ngươi có thanh kiếm kia, ngươi đã sớm chết rồi. Diệp Huyên cười nói, vậy sao? Vừa dứt lời, hắn thu hồi kiếm Thiên Chu, ngay sau đó, xung quanh cô gái đột nhiên xuất hiện hai thanh phi kiếm, cô gái phản ứng cực nhanh. Nâng đao chém một nhát. Hai thanh kiếm kia lập tức bị chém bay. Nhưng lúc này, Diệp Huyên bất thình lình xuất hiện trước mặt nàng ta, đâm kiếm ra. Lúc này đây, trong tay Diệp Huyên chỉ là một thanh kiếm bình thường. Cô gái dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy kiếm của Diệp Huyên một cách nhẹ nhàng nhưng ngay lúc này,
Diệp Huyên đột nhiên buông tay ra, nâng gối về phía trước. Cô gái phản ứng cực nhanh, trong khoảnh khắc Diệp Huyên nâng gối, nàng ta cũng nâng đầu gối lên hướng mạnh về phía trước. Bịch! Hai người vừa chạm liền tách ra, nhưng mới vừa tách ra, hai thanh phi kiếm đột nhiên tiến về phía cô gái, cùng lúc đó, Diệp Huyên cũng đột nhiên biến mất. Rầm rầm! Giữa sân, tiếng nổ vang không ngừng vang lên, mà trong quá trình đó, cô gái cũng liên tục lùi về phía sau, cuối cùng, nàng ta lùi xa đến gần nghìn trượng. Diệp Huyên dừng lại, mà lúc này trên mặt cô gái có thêm ba vết kiếm. Máu không ngừng tràn ra. Diệp Huyên nhìn cô gái, nhếch miệng cười, lợi hại không? Cô gái lau máu trên mặt, sau đó nói, kiếm tu vô liêm sỉ, người thành công chọc giận ta rồi. Vừa dứt lời, nàng ta đột nhiên ngửa đầu giống giận, trời làm đau cho ta. Nói xong, tại phía chân trời, một thanh đao lặng lẽ ngưng tụ, vào lúc thanh đao này xuất hiện, một luồng áp lực ngập trời đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời, mà luồng áp lực này tập trung thẳng vào Diệp Huyên. Ngay sau đó, cô gái tức giận chỉ Diệp Huyên, chém chết hắn cho ta. Diệp Huyên! Cô gái vừa dứt lời, thanh đao trên đỉnh đầu Diệp Huyên đột nhiên chém mạnh xuống. Suy! Một đao này chém xuống giống như muốn bổ cả bầu trời này ra, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Lúc này, sắc mặt Diệp Huyên có chút căng thẳng. Bởi vì uy lực của đao này vô cùng mạnh. Diệp Huyên không dùng kiếm, hắn mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lại. Trong chốc lát, không gian trên đầu hắn bắt đầu tổ chức lại co vào. Tốc độ của thanh đao kia đột nhiên chậm lại, hơn nữa càng ngày càng chậm. Khi đến đỉnh đầu của Diệp Huyên, đao đã dừng lại rồi. Nhưng mà, lực lượng của nó vẫn còn, bởi vì không gian trên đầu Diệp Huyên đang rung động mạnh, nhưng dần dần, thanh đao kia bình ổn lại, sau đó từ từ biến mất. Cách đó không xa, cô gái chớp chớp mắt, hơi ngẩn người. Biến mất rồi. Diệp Huyên vung vung tay, ngoài mặt bình thản, thật ra trong lòng vẫn nghiêm trang như trước. Tuy rằng hắn dùng đạo tắc không gian làm thanh đao kia biến mất, nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong thanh đao quá mạnh. Vì vậy hắn cũng không thoải mái như vậy. Xa xa, cô gái đột nhiên nói, ngươi làm thế nào mà làm được vậy? Diệp Huyên nhìn cô gái, em gái, ta thấy ngươi đáng yêu, không muốn ra tay giết ngươi, nếu không, ngươi đã chết từ lâu rồi. Hiểu không? Cô gái không chút biểu cảm, kiếm tu vô liêm sỉ, ngươi chắc chắn đã sử dụng bảo vật nào đó. Nói đến đây, nàng ta hơi dừng lại một chút, sau đó nói, có thể nhìn một chút không? Diệp Huyên. Cô gái thấy Diệp Huyên không nói lời nào, lạnh lùng hừ một tiếng, kiếm tu, ta cho ngươi một lời khuyên, nghe không? Chương 1768. Ngươi có đền không? Diệp Huyên nói, ngươi nói xem. Cô gái nói bằng giọng nghiêm túc, luôn dùng vật ngoài, ngươi sẽ lạc mất chính mình, điều này không tốt đối với việc tu hành kiếm đạo của ngươi. Không bằng ngươi đưa mấy bảo vật kia cho ta đi, ta không sợ bị lạc, thật đó. Diệp Huyên nghe mà ngẩn người, cô gái này sao lại mạnh mẽ như vậy? Cô gái lại hỏi, thế nào? Ta là vì tốt cho ngươi. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, cho ngươi. Cũng không phải không được, nhưng ta có một yêu cầu nho nhỏ. Cô gái chớp mắt, còn có yêu cầu à? Diệp Huyên gật đầu, chỉ là một yêu cầu nhỏ, nếu ngươi đồng ý giúp ta, ta sẽ đưa hết bảo vật cho ngươi. Cô gái nghĩ nghĩ, sau đó nói, yêu cầu gì? Trước tiên, ta sẽ không phản bội thần tộc đâu. Diệp Huyên nghiêm túc, không cần ngươi phản bội thần tộc, yêu cầu của ta rất đơn giản. Ngươi nhìn ta, ta trông cũng đẹp trai đúng không? Cô gái chớp chớp mắt. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, hầy, nhưng ngươi không biết, ta đến bây giờ vẫn còn độc thân. Nếu người nào làm vợ của ta, bảo vật của ta không phải cũng sẽ là của nàng ấy sao? Cô gái lau máu tươi ở khóe miệng. Sau đó nói, sư phụ của ta nói, khi người đàn ông nói lời đường mật với ngươi, tám phần là hắn muốn ngủ với ngươi, ngươi không phải là muốn ngủ với ta đấy chứ. Diệp Huyên. Cô gái đột nhiên nói, kiếm tu, ngươi theo ta đi gặp sư phụ của ta đi. Chỉ cần bà ấy đồng ý, ta sẽ làm vợ của ngươi. Diệp Huyên không chút biểu cảm, ta đi gặp sư phụ ngươi, xin mạn phép hỏi một câu, gặp xong ta còn có thể sống không? Nói xong. Hắn xoay người bước đi. Chiêu trò của cô gái này thật thâm sâu, đi gặp sư phụ nàng ta, sợ là mình chán sống rồi. Cô gái đột nhiên chắn trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nắm chặt hai nắm đấm,
có hơi phẫn nộ, nhưng rất nhanh, nàng ta buông lỏng nắm tay, giống như quả bóng xì hơi, kiếm tu, đao của ta đều bị ngươi chém đứt rồi. Ngươi có thể đền lại cho ta không? Diệp Huyên nói, ngươi muốn giết ta. Cô gái mở hai tay, có chút khó hiểu, ta muốn giết ngươi, điều này có liên quan gì tới việc ngươi đền đao cho ta không? Diệp Huyên đầu đầy vạch đen, làm ơn, ngươi muốn giết ta, còn muốn ta đền đao cho ngươi. Sao ngươi không lên trời luôn đi? Cô gái nhìn Diệp Huyên, ngươi có đền không? Diệp Huyên lắc đầu, không đền. Chương 1769. Liên minh trật tự. Cô gái khẽ gật đầu, nàng ta mở lòng bàn tay ra, một lá bùa màu vàng đột nhiên phóng lên cao, biến mất ở phía chân trời. Diệp Huyên hơi tò mò, đó là cái gì? Cô gái lạnh nhạt nói, gọi người. Diệp Huyên. Đúng lúc này, hơn 10 hơi thở hùng mạnh đột nhiên kéo tới từ phía chân trời. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, hắn xoay người bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, mười mấy người dừng ở bên cạnh cô gái, trong đó một người đàn ông dẫn đầu trầm giọng nói, Tả Tĩnh sư muội, người vừa rồi là ai? Cô gái tên Tả Tĩnh nhìn về phía xa, một kiếm tu đến từ phía tây. Người đàn ông nhíu mày, rất mạnh. Tả Tĩnh gật đầu. Người đàn ông nói, đuổi theo. Tả Tĩnh lại lắc đầu, không thể đuổi. Mọi người nhìn Tả Tĩnh, Tả Tĩnh hơi hơi cúi đầu, hắn lấy trộm đao của muội rồi. Mọi người. Chấm 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 chấm. Xa xa phía cuối chân trời, Diệp Huyên dừng lại, mà lúc này, chùm tia sáng kia cũng đã biến mất. Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt trầm xuống. Hắn tự mình len lén đi vào thần quốc, đối phương làm sao phát hiện ra mình? Là tự thần quốc phát hiện hay là có người bí mật báo tin? Nếu là có người báo tin, vậy thì là ai? Liên minh trật tự. Người đầu tiên Diệp Huyên nghĩ tới là liên minh trật tự, bởi vì liên minh trật tự muốn hắn chết nhất. Sau khi im lặng một lúc, Diệp Huyên lắc lắc đầu, không thèm nghĩ vấn đề này nữa, sau đó bắt đầu chữa thương. Hắn chiến đấu cùng cô gái kia, tuy rằng hai bên không dốc hết sức, nhưng hắn vẫn tiêu hao quá nhiều, đặc biệt là thúc dục đạo tắc không gian, đạo tắc này rất khủng bố, mỗi một lần thúc dục đều sẽ tạo thành tiêu hao rất lớn. Tuy rằng tiêu hao lớn, nhưng đạo tắc này cũng là vô cùng mạnh. Một lúc lâu sau, Diệp Huyên gần như đã khôi phục lại. Chương 1770, nhưng cũng có thể sẽ phát tài. Lúc này, tiếng của tiểu hồn đột nhiên vang lên, tiểu chủ, ta phải đột phá. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó vội vàng nói, đạt tới đạo cảnh. Giọng tiểu hồn có phần hưng phấn, đúng vậy. Tiểu chủ, khi nào thì chúng ta đi giết cao thủ phong đế cảnh? Nếu như hấp thu nhiều loại cao thủ này, ta nhất định còn có thể tiếp tục đột phá. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen, người trước tiên bình tĩnh một chút. Giết cao thủ phong đế cảnh. Tiểu hồn này nghĩ cái gì vậy? Lúc này, tiểu hồn nói, tiểu chủ, ta có thể cần thêm 3 ngày. Trong 3 ngày này, ta hy vọng tiểu chủ có thể dùng kiếm ý giúp đỡ ta. Diệp Huyên hỏi, kiếm ý có thể giúp ngươi sao? Tiểu hồn nói, tất nhiên, kiếm ý của tiểu chủ đặc biệt. Hơn nữa, ta cùng tiểu chủ tâm linh tương thông, tiểu chủ giúp đỡ rất nhiều cho ta. Diệp Huyên cười nói, được, ta đi tìm một chỗ, ta cùng ngươi đột phá. Tiểu hồn nói, cảm ơn tiểu chủ. Diệp Huyên mỉm cười, cảm ơn cái gì? Nói xong, hắn xoay người biến mất. Chấm chấm chấm. Vạn Sơn Trường Thành. Lúc này Vạn Sơn Trường Thành có thêm rất nhiều cao thủ, những cao thủ này đều đến từ các hoang giới. Những cao thủ này rất hưng phấn, bọn họ không chút sợ hãi. Bởi vì theo sự tuyên truyền của các thế lực như Liên minh Trật tự, thần quốc cũng không hùng mạnh như vậy, phải biết rằng, năm đó thần quốc đã từng đến xâm phạm, nhưng chỉ một mình Cổ Đạp Thiên của Liên minh Trật tự đã ngăn chặn được Táng Thần Nguyên. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, mọi người liền không hề sợ hãi, thậm chí còn muốn thần quốc đánh tới sớm một chút. Chiến tranh, sẽ chết người, nhưng cũng có thể sẽ phát tài. Các thế lực như Liên minh Trật tự đưa ra mức thù lao rất hấp dẫn, hơn nữa, bên thần quốc nhất định cũng có rất nhiều lợi ích, nếu chinh phục thần quốc, vậy sẽ có được bao nhiêu điều tốt. Mà hiện tại, thần quốc vẫn không hề có động tĩnh, vì thế, một vài cao thủ của Vạn Sơn Trường Thành đã hơi mất kiên nhẫn rồi. Khiêu chiến. Phản công. Chương 1771. Giáp Thiên Thần.
rất nhiều cao thủ bắt đầu đề nghị ra tay trước để chiếm lợi thế, phản công thần quốc. Nhưng đám người Sở Chân Nhân không đồng ý. Chờ. Bọn họ đang chờ Diệp Huyên, chờ hắn mang tình hình của thần quốc đến. Nhưng mà, trong Vạn Sơn Trường Thành, số người khiêu chiến càng đến càng nhiều. Đám người Sở Chân Nhân cũng không cưỡng chế chân áp, bởi vì nếu cưỡng chế chân áp, hội ảnh hưởng đến tinh thần và ý chí chiến đấu của binh lính. Ngược lại, những người này có ý chí chiến đấu như vậy còn là chuyện tốt đối với bọn họ. Cũng bởi vì như thế, trên Vạn Sơn Trường Thành, mỗi ngày đều có vô số người hô phản công thần quốc. Chấm chấm chấm. Bên trong dãy núi nào đó, Diệp Huyên tìm một hang núi kín đáo, trong hang núi, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó tiến vào tháp giới ngục. Giúp tiểu hồn thăng cấp. Nếu tiểu hồn đạt tới cấp đạo cảnh, như vậy sức chiến đấu của hắn nhất định sẽ tăng lên rất lớn, phải biết rằng, năng lực hiện tại của tiểu hồn cũng đã vô cùng khủng bố rồi. Trước mặt Diệp Huyên, tiểu hồn bay lơ lửng, tiểu chủ, ta cần rất nhiều kiếm ý. Diệp Huyên gật đầu, ngay sau đó, vô số kiếm ý xuất hiện tại đây, sau đó những kiếm ý đó hướng về phía tiểu hồn. Rất nhanh, tiểu hồn bắt đầu hấp thu kiếm ý của Diệp Huyên một cách điên cuồng. Cách đó không xa, tiểu Linh Nhi ngồi bên cạnh đế khuyển, cô bé chỉ dựa vào đế khuyển như vậy, thỉnh thoảng lại cắn một miếng quả trong tay. Tiểu Linh Nhi nhìn qua Diệp Huyên và tiểu hồn, sau đó cô bé lại nhìn sang góc bên phải, nơi đó, một bộ giáp đang run lẩy bẩy. Giáp thiên thần. Bộ giáp này gần đây có thể nói là vô cùng thê thảm, bởi vì mỗi ngày đều bị tiểu Linh Nhi đuổi giết, hơn nữa, bây giờ tiểu Linh Nhi vẫn chưa chuẩn bị buông tha cho nó. Một lát sau, tiểu Linh Nhi vỗ vỗ bụng nhỏ, đã ăn no rồi. Vì thế, cô bé đứng lên, cầm kiếm lại xông về phía giáp thiên thần kia. Giáp thiên thần. Chấm 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 chấm. Thần quốc. Chương 1772. Ta muốn thiên hạ này an bình. Thần quốc lớn đến mức nào? Không ai biết, chỉ biết là, cả đông hoang giới đều là địa bàn của thần quốc. Thần đô. Thần đô là trung tâm quyền lực của thần quốc, cũng là đô thành phồn hoa nhất của thần quốc, trong tòa thành này có tới 18 thần mạch. Thần đô không phải đặc biệt lớn, nhưng cả tòa thành tràn ngập hơi thở cổ xưa. Mà ở trung tâm thần đô, có một bức tượng nữ cao tới trăm trượng, người phụ nữ chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn sao trời, ánh mắt lạnh lùng. Người này là người sáng lập thần quốc, Võ An Ninh. Nghe đồn năm đó đông hoang giới có mấy trăm nước lớn nhỏ, chiến loạn quanh năm, là hoang giới hỗn loạn nhất trong tứ đại hoang giới. Không chỉ có như thế, toàn bộ đông hoang giới còn có rất nhiều thế lực tông môn lớn nhỏ, có thể nói, đông hoang giới cực kỳ phức tạp và hỗn loạn. Mà tình trạng này vẫn kéo dài liên tục cho tới khi vị Võ An Ninh này xuất hiện. Vị nữ truyền kỳ này năm đó nói qua một câu, ta muốn thiên hạ này an bình. Vì thế, bà chỉ mất không đến 5 năm, thống nhất cả đông hoang giới. Không chỉ có như thế, thần quốc là quốc gia duy nhất trong vũ trụ hỗn loạn mà hoàng quyền lớn hơn tất cả, bởi vì ở thần quốc, tất cả tông môn thế gia đều phải vâng theo mệnh lệnh của thần chủ thần quốc. Một thánh chỉ, khắp nơi trong đất nước, không ai dám không theo. Đáng nói là, vị trí thần chủ thần quốc không theo chế độ cha truyền con nối, mà là chế độ nhường ngôi. Thần chủ tiếp theo của thần quốc đều do thần chủ đời trước tự mình lựa chọn. Mà người được chọn, cho dù là thực lực hay là thiên phú thậm chí trí thông minh, đều phải đứng đầu, bởi vì nếu không đủ xuất sắc, thì không thể thuyết phục đám đông. Cũng bởi vì vậy, mỗi vị thần chủ của thần quốc đều là yêu nghiệt trong số các yêu nghiệt. Trước thần điện, một cô bé lẳng lặng đứng nhìn bức tượng Võ An Ninh ở xa xa, bên hông nàng có đeo một thanh kiếm. Lúc này, một ông lão xuất hiện phía sau cô bé, ông lão khẽ hành lễ, bệ hạ. Tám vương cùng 26 vị tôn thánh đã đến. Cô bé khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Chương 1773, đa tạ tiểu chủ đã bồi dưỡng. Ba ngày sau, trong tháp giới ngục. Bên trong tòa tháp, kiếm chấn hồn vẫn đang điên cuồng hấp thu kiếm ý của Diệp Huyên. Lúc này, sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, khiến người khác nhìn vào thấy sợ hãi phần nào. Bởi vì suốt ba ngày vừa qua hắn đều điên cuồng cung cấp kiếm ý cho kiếm chấn hồn, quả thật tiêu hao quá nhiều sức lực. Đúng lúc này, kiếm chấn hồn đột nhiên rung bần bật, một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng ảo ra ngoài. Uỳnh! Diệp Huyên bị chấn động đến mức nhanh chóng lùi lại, sau khi dừng lại,
hắn nhìn về phía thanh kiếm chấn hồn trước mặt, một giọng nói hưng phấn đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyên, tiểu chủ, ta đột phá rồi. Diệp Huyên lập tức hỏi luôn, đạo cảnh à? Tiểu hồn đáp, chính nó. Dứt lời, nó bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nắm chặt thanh kiếm, ngay sau đó, một luồng sức mạnh tựa như thủy triều lập tức ảo về phía hắn. Diệp Huyên thoáng kinh ngạc, tiểu hồn, đây là... Tiểu hồn nói, hồn lực. Hồn lực ư? Diệp Huyên lại hỏi, ý là sức mạnh linh hồn. Tiểu hồn đáp, đúng vậy, đây chính là sức mạnh linh hồn, về sau tiểu chủ có thể mượn dùng sức mạnh linh hồn của ta. Luồng hồn lực này có thể tăng cường cho linh hồn của tiểu chủ, có rất nhiều chỗ hữu ích đối với tiểu chủ, ví dụ như trong lúc tiểu chủ thôi thúc phi kiếm, nếu có thêm sức mạnh linh hồn này, thì có thể khiến phi kiếm nhanh hơn trước đó rất nhiều. Ngoài ra, nếu linh hồn mạnh mẽ, thì cũng có thể giúp tiểu chủ chống lại được một vài công kích hệ linh hồn. Tất nhiên, quan trọng nhất chính là ta đã lợi hại hơn trước rồi. Diệp Huyên cười hỏi, lợi hại thế nào hả? Tiểu hồn đáp, bây giờ ta có thể giết được cường giả chứng đạo cảnh dễ như trở bàn tay, trừ phi linh hồn của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, còn không thì ta có thể tách rời linh hồn của bọn họ ra khỏi thân thể. Ngoài ra, về sau nếu tiểu chủ dùng ta để đánh nhau với người khác, ta còn có thể nhiễu loạn hồn phách của kẻ địch, đó được gọi là nhiếp hồn đoạt phách, nói tóm lại là, ta vô cùng lợi hại. Diệp Huyên cười nói, tốt quá. Tiểu hồn tiếp lời, đa tạ tiểu chủ đã bồi dưỡng. Diệp Huyên khẽ lắc đầu, nhóc con người khách sáo quá rồi đấy. Mấy năm gần đây, người cũng giúp đỡ ta không ít mà. Hơn nữa, giữa chúng ta không cần phải nhắc đến chữ cảm ơn này. Tiểu hồn trầm mặc một thoáng, sau đó mới nói, được. Diệp Huyên cười cười, sau đó ngồi xuống hấp thu thần tinh. Chương 1774, ngươi là Diệp Huyên à? Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyên mới rời khỏi tháp giới ngục, sau đó tiến về phía thần quốc. Đối với nơi được gọi là thần quốc này, hắn vẫn luôn rất tò mò, bởi vì hiện giờ thần quốc vẫn quá mức thần bí đối với bọn họ. Diệp Huyên lại một lần nữa lẻn về phía tòa thành kia, sau khi thăm dò một lượt, hắn mới rời khỏi tòa thành và tiến về đô thành của thần quốc. Đô thành chính là trung tâm quyền lực của thần quốc, lần này hắn tới đó không chỉ để quan sát thực lực của thần quốc, mà còn để đi tìm đạo tắc. Sau khi tiến vào biên cảnh của thần quốc, Diệp Huyên liền phát hiện linh khí ở nơi đây dồi dào hơn mấy hoang giới khác rất nhiều, hơn nữa, giữa các sơn mạch đều có linh mạch, bên trong còn có cả một vài linh mạch tiên phẩm. Ở mấy hoang giới khác, các linh mạch hoang dã gần như đều đã bị mọi người vơ vét sạch sẽ rồi. Nhưng nơi này lại còn rất nhiều linh mạch hoang dã tới vậy, mà không hề có người nào cướp đoạt. Diệp Huyên cảm thấy dục dịch phần nào, nhưng hắn vẫn không hề làm như vậy. Bởi vì chắc chắn nơi đây không bình thường, ắt hẳn có một vài cường giả trấn thủ những linh mạch này. Còn nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn hiện giờ là tìm kiếm đạo tắc. Bởi vậy, Diệp Huyên không hề đánh chủ ý lên mấy linh mạch kia, cứ như vậy. 3 ngày sau, cuối cùng hắn cũng đã đặt chân đến đô thành của thần quốc. Diệp Huyên đứng trước cổng thành, tòa thành trước mặt không rộng lớn giống trong tưởng tượng của hắn, thậm chí còn hơi cũ kỹ, thế nhưng cả tòa thành đều bao trùm bởi luồng khí tức dày đặc. Nặng nề. Chắc chắn tòa thành này đã trải qua rất nhiều năm tháng nên mới tạo ra được cảm giác thế này. Diệp Huyên đang muốn lặng lẽ lẻn vào trong thành, nhưng đúng lúc này, lại có một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyên. Ngoại hình của cô gái kia ước chừng hơn 20 tuổi, tóc buộc đuôi ngựa phía sau, trên người nàng ta mặc một chiếc áo bào trắng tinh, còn trong tay đang cầm một chiếc quạt giấy. Nho nhã nhưng chẳng hề mất đi khí khái hào hùng. Cô gái khẽ liếc Diệp Huyên đánh giá, rồi mới cười hỏi, ngươi là Diệp Huyên à? Diệp Huyên gật đầu, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Cô gái mỉm cười, chào, làm quen chút nhé, ta tên là Nam Cung Uyển. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, chào, ta là Diệp Huyên, thành chủ thần Võ Thành. Chương 1775, vậy thì làm phiền Nam Cung cô nương rồi. Nam Cung Uyển cười đáp, Diệp thành chủ không cần cảnh giác nhiều như vậy. Thần quốc chúng ta hiếu khách lắm, chắc chắn sẽ không hành động bất nhã với khách khứa. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là vị khách kia cũng đến đây với ý tốt. Diệp Huyên trầm giọng, sao các người lại phát hiện ra ta? Nam Cung Uyển mỉm cười, có nhiều cách lắm. Diệp Huyên khẽ thở dài,
xem ra hắn vẫn đánh giá thấp thần quốc này rồi. Lúc này, Nam Cung Uyển đột nhiên lên tiếng, Diệp thành chủ, nghe nói người muốn tới đây để thăm thú và tìm hiểu về thực lực của thần quốc chúng ta. Bởi vậy, bệ hạ đã ra lệnh cho ta tới tiếp đón ngươi, đồng thời dẫn ngươi đi thăm thú vài địa phương chủ yếu của thần quốc. Diệp Huyên nghĩ nghĩ một lát rồi nói, các ngươi đã có thành ý như vậy, khiến ta thật bối rối quá. Nam Cung Uyển cười nói, Diệp thành chủ nói đùa rồi. Nếu Diệp thành chủ đã dám một thân một mình đi tới thần quốc chúng ta, đủ để thấy thành chủ vô cùng can đảm. Nếu Diệp thành chủ bằng lòng, thì có thể cùng đi đi thăm thú vài địa phương tại thần quốc, còn nếu không thì có thể tự động rời đi, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản. Diệp Huyên hỏi, tại sao? Nam Cung Uyển trừng mắt, chả tại sao hết. Diệp Huyên lại im lặng một thoáng, sau đó mới gật đầu, vậy thì làm phiền Nam Cung cô nương rồi. Nam Cung Uyển mỉm cười, nụ cười ấy tựa như đóa hoa nở rộ, vô cùng xinh đẹp. Diệp Huyên chân thành nói, Nam Cung cô nương cười rộ lên trông rất xinh. Nam Cung Uyển cười nói, đa tạ Diệp thành chủ khen ngợi, mời Diệp thành chủ đi theo ta. Nói xong, nàng ta giơ tay ra tỏ ý mời, sau đó đi vào trong thành. Diệp Huyên cất bước đi theo. Trên đường phố, Diệp Huyên phát hiện ra thỉnh thoảng trên phố vẫn có kỵ binh đi qua, trên người bọn họ đều tỏa ra sát khí. Rất mạnh. Lúc những kỵ binh kia đi lướt qua người hắn và Nam Cung Uyển đều sẽ dừng lại, sau đó ngồi trên lưng ngựa tỏ ý thi lễ với Nam Cung Uyển, mà nàng ta cũng hoàn lễ. Trên đường, Diệp Huyên hỏi, có vẻ thân phận của Nam Cung cô nương không bình thường đâu nhỉ? Nam Cung Uyển cười đáp, cách bệ hạ tương đối gần, người hiểu mà. Chương 1776, Thư viện Thương Hải. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó nói, Nam Cung cô nương, thần tộc có nhiều thiên tài không? Nam Cung Uyển gật đầu, cũng tạm tạm. Diệp Huyên nói, xin lắng tai nghe. Nam Cung Uyển nói, ở thần quốc bọn ta có một bảng đề danh, tên là bảng thần vũ, trên bảng ghi tên của 10 người. Có thể nói bọn họ chính là thế hệ trẻ giỏi giang nhất của thần quốc bọn ta. Diệp Huyên hỏi, ta nhớ, hình như có một cô gái cầm đao, tuổi không lớn lắm đúng không? Nàng ta đứng thứ mấy vậy? Nam Cung Uyển nhìn Diệp Huyên, người cầm đao sao? Diệp Huyên gật đầu, hắn miêu tả lại thiếu nữ cưỡi ngựa đã từng đánh với hắn một trận. Chốc lát sau, Nam Cung Uyển cười bảo, chắc hẳn người mà Diệp công tử nói chính là Tả Tịnh, nàng chính là người của Đao Tông, không được đề tên trên thần bảng đâu. Diệp Huyên nhíu mày, không có trên thần bảng ư? Sao lại vậy? Nam Cung Uyển nói, bởi vì nàng không đánh bại được 10 người trên bảng kia. Nghe thấy vậy, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức trở nên ngưng trọng hẳn. Với thực lực của cô gái kia mà không được đề tên trên thần bảng sao? Cô gái trước mắt này không phải đang dọa dẫm mình đấy chứ? Dường như biết được suy nghĩ của Diệp Huyên, Nam Cung Uyển bèn mỉm cười, trong thành cũng có thiếu niên được đề tên trên thần bảng đấy, đợi lát nữa ta dẫn Diệp công tử tới gặp người đó, mở mang thêm kiến thức. Diệp Huyên gật đầu, được. Chỉ một lát sau, Nam Cung Uyển đã dẫn Diệp Huyên đi đến một trường học nọ. Thư viện Thương Hải. Nam Cung Uyển và Diệp Huyên vừa tới trước cửa thư viện thì một người đàn ông trung niên đã bước ra đón chào, người kia khẽ hành lễ với Nam Cung Uyển, hóa ra là Nam Cung quốc sĩ Giá Lâm, không tiếp đón ngài từ xa, mong được lượng thứ. Nam Cung Uyển hoàn lễ, Tô học sĩ khách sáo rồi. Lần này ta tới đây là vì dẫn theo vị Diệp thành chủ này đến thăm thú thư viện Thương Hải, không biết quý thư viện có đồng ý chăng? Tô học sĩ cười nói, tất nhiên là được rồi, mời hai vị. Nam Cung Uyển nhìn về phía Diệp Huyên, mời Diệp thành chủ. Dứt lời, nàng ta dẫn Diệp Huyên đi về phía thư viện. Trước mặt ba người là một con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn lên đỉnh núi. Ba người cứ thế lẳng lặng đi tới. Trên đường đi có rất nhiều học sinh đi ngang qua đều sẽ hành lễ với Tô học sĩ và Nam Cung Uyển. Chương 1777, chủ động tấn công ư. Trên đường di, Nam Cung Uyển đột nhiên hỏi, Diệp công tử, ở chỗ các ngươi có trường học không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát mới đáp lời, hình như không. Nam Cung Uyển nhìn về phía Diệp Huyên, chỗ các ngươi chỉ chú trọng việc tu luyện thôi à? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Nam Cung Uyển lắc đầu, như thế sao được, nếu một người không chăm chỉ đọc sách mà chỉ chú trọng mỗi việc tu luyện, thì dù thực lực của người đó có mạnh tới đây,
nhưng vẫn là kẻ nghèo nàn về mặt tri thức. Diệp Huyên cười nói, Nam Cung cô nương có lẽ đã hiểu sai rồi. Chỗ chúng ta rất ít trường học, nhưng cũng không phải là không đọc sách, chẳng qua chỉ không coi trọng bằng nơi này của các người mà thôi. Lúc hắn còn ở Thanh Thành, đặc biệt là hồi nhỏ cũng đã từng đọc sách học chữ các thứ. Nam Cung Uyển khẽ gật đầu, sau đó nói, nếu như đợi thần quốc tới chỗ các ngươi, nhất định sẽ mở thêm một vài thư viện, để càng nhiều người không chỉ chú trọng tu luyện mà còn quan trọng tới vấn đề đọc thêm sách. Diệp Huyên cười nói, Nam Cung cô nương nói về chuyện xâm lược cũng thẳng thắn nhỉ. Nam Cung Uyển đáp, Diệp công tử, chỗ các ngươi đã lạc hậu rồi, hơn nữa còn rất lạc hậu là đằng khác. Chúng ta qua đó cũng chưa chắc là đã chuyện xấu. Diệp Huyên nói, sẽ chết rất nhiều người. Nam Cung Uyển tiếp lời, chiến tranh mà, chắc chắn sẽ có nhiều người chết, nhưng lại tạo phúc cho nghìn đời sau. Diệp Huyên nhìn Nam Cung Uyển, trang tử không phải cá, làm sao biết được niềm vui của cá. Có lẽ đối với chúng ta, hòa bình luôn quan trọng hơn hết thảy. Nam Cung Uyển cười cười, chúng ta nhận được tin tức, bên phía các ngươi có rất nhiều kẻ muốn chuẩn bị ra tay trước để chiếm lợi thế, chủ động tấn công thần quốc. Diệp Huyên nhíu mày, chủ động tấn công ư? Nam Cung Uyển cười nói, ngươi xem, các ngươi cũng đâu hề thích hòa bình, nếu như thực lực của đám người liên minh trật tự bên phía các ngươi đủ mạnh, ta thiết nghĩ, sớm muộn bọn họ cũng sẽ dẫn theo những người kia mà đánh thẳng đến thần quốc bọn ta. Dứt lời, nàng ta khẽ lắc đầu, sau đó khẽ nói, vũ trụ hỗn độn rất lớn, bốn hoang giới thế lực vô biên, hơn nữa những thế lực này còn tranh đấu nhiều năm, mỗi một năm chết biết bao người. Ngươi có biết không? Nếu như thần quốc bọn họ thống nhất vũ trụ hỗn độn, khi ấy, mọi người cùng chung sống hòa bình, cạnh tranh công bằng, chẳng phải tốt hơn sao? Diệp Huyên trầm giọng nói, các người làm vậy chính là xâm lược. Nam Cung Uyển cười bảo, nhưng nếu bên phía các ngươi ra tay trước thì sao? Diệp Huyên im lặng một thoáng, sau đó mới nói, vậy các người giết chết bọn họ đi, nhất định phải giết chết kẻ dẫn đầu liên minh trật tự kia. Ta thấy ngứa mắt bọn họ lâu lắm rồi. Chương 1778. Không cần đa lễ. Nam Cung Uyển. Diệp Huyên trước giờ chưa từng nói ngoa. Sở dĩ hắn đi vào Vạn Sơn Trường Thành là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là không thể không tới đó, vì nếu như hắn không tới thì chắc chắn đám người tinh chủ sẽ nhằm vào hắn và thần võ thành. Còn nguyên nhân thứ hai chính là, hắn biết rõ đạo lý nếu tổ chim bị phá thì chưa chắc trứng đã còn vẹn nguyên. Nếu các thế lực liên minh trật tự, đường tộc và yêu tộc đều bị tiêu diệt, vậy chắc chắn thần võ thành cũng chẳng thể nào giữ được. Trong tình hình đó, hắn đã quả quyết lựa chọn chống lại thần tộc. Thế nhưng, nếu như đám người liên minh trật tự nổi lòng tham rồi muốn tấn công ngược lại thần tộc, vậy thì hắn sẽ không làm nữa. Hắn không muốn để cho người dân của thần võ thành bị sỉ nhục, thế nhưng hắn cũng sẽ không chủ động xâm lược lãnh thổ của người khác. Những lời Diệp Huyên nói khiến cho Nam Cung Uyển hơi sững người, có thể thấy rõ nàng ta không hề nghĩ tới việc Diệp Huyên sẽ nói như vậy. Một lát sau, Nam Cung Uyển khẽ cười, Diệp công tử đặc biệt thật đấy. Diệp Huyên đang muốn lên tiếng thì đúng lúc này, ở phía trước cách hai người họ không xa đột nhiên vang lên một giọng đọc chậm rãi. Diệp Huyên và Nam Cung Uyển nhìn về phía đó, thấy chỗ đó có khoảng chừng 30 học sinh đang cầm sách mà chậm rãi đọc bài. Lúc này, Tô học sĩ bên cạnh họ đột nhiên nói, Nam Cung quốc sĩ, trường chúng ta có học sinh muốn lĩnh giáo vị Diệp thành chủ đến từ phía tây này một vài vấn đề, không biết có thể không? Nam Cung Uyển cười nói, Tô học sĩ, việc này thì ông phải hỏi Diệp thành chủ chứ? Tô học sĩ nhìn về phía Diệp Huyên, không biết liệu Diệp thành chủ có thể chỉ giáo được không? Diệp Huyên cười đáp, chỉ giáo thì không dám nhận, cứ coi như thảo luận một chút đi vậy. Tô học sĩ khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía cách mình không xa, có một cô gái đang từ đó bước tới. Cô gái kia chừng 18-19 tuổi, trông khá ưa nhìn. Nàng mặc một chiếc váy dài màu thủy mặc, đang ôm một cuốn sách dày trước người. Cô gái đi tới trước mặt Diệp Huyên và Nam Cung Uyển, hơi thi lễ với Nam Cung Uyển, tham kiến Nam Cung quốc sĩ. Nam Cung Uyển cười nói, không cần đa lễ. Cô gái khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp thành chủ. Chào ngươi, ta tên là Phương Văn Thanh, học sĩ đứng đầu Thư viện Thương Hải, mong được Diệp quốc sĩ chỉ giáo. Diệp Huyên cười nói, cứ gọi ta là Diệp Huyên được rồi. Phương Văn Thanh khẽ gật đầu,
Diệp công tử bây giờ ngươi có kiến giải gì về mối quan hệ giữa thần quốc bọn ta và bên phía các ngươi vậy? Chương 1779, ngươi đừng làm hỏng nhé. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi mới nói, đối địch. Phương Văn Thanh lại tiếp tục, thứ Diệp công tử nhìn thấy chỉ là đối địch, nhưng thứ mà ta nhìn thấy được lại là hy vọng của các ngươi. Bên phía các ngươi có ba hoang giới, ba nơi này có rất nhiều thế lực và hàng tỷ sinh linh, hoàn cảnh sinh sống hiện giờ của họ có thể hình dung bằng cụm từ nước sôi lửa bỏng. Diệp Huyên hỏi, sao lại nói vậy? Phương Văn Thanh đáp, tuy trong thần quốc bọn ta cũng có tranh đấu nội bộ, thế nhưng gần như chưa bao giờ có những cuộc chiến lớn. Về phần tầng lớp dân chúng thấp kém, chỉ cần họ bằng lòng thì có thể tham gia học tập, tu luyện. Thần quốc bọn ta còn có chế độ khoa cử, chỉ cần ngươi có tài học thực sự thì có thể thông qua việc thi cử để vào triều đình, ra sức vì nước vì dân. Nói tới đây, nàng ta liền hơi hành lễ với Nam Cung Uyển đứng cách mình không xa, sau đó nói, năm xưa Nam Cung Uyển quốc sĩ cũng chỉ là con gái của một nhà dân bình thường. Nhưng bằng sự nỗ lực của chính bản thân mình mà hiện tại người đã trở thành quốc sĩ được người người tôn kính. Nam Cung Uyển mỉm cười, không lên tiếng. Phương Văn Thanh lại nhìn sang Diệp Huyên, nói tiếp, nếu thần quốc bọn ta đến chỗ các ngươi, quả thật sẽ tổn hại đến lợi ích của một vài thế lực lớn, thế nhưng lại có thể tạo ra lợi ích cho hàng tỷ tỷ dân chúng, không chỉ có thế hệ hiện tại, mà cho đến ngàn đời sau họ vẫn có thể nhận được lợi ích. Diệp Huyên im lặng một thoáng. Sau đó nhìn về phía cách mình không xa, ở đó đang có một học sinh cầm trong tay một chiếc lồng chim. Diệp Huyên đi tới trước mặt học sinh kia, rồi cười hỏi, có thể cho ta mượn thứ này một lát được không? Học sinh nọ nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó đưa chiếc lồng chim cho hắn, Diệp thành chủ, đây là món đồ mà ta yêu thích nhất, ngươi đừng làm hỏng nhé. Diệp Huyên cười bảo, không đâu. Dứt lời, hắn quay người nhìn về phía Phương Văn Thanh cách mình không xa. Phương cô nương, cô có nhìn thấy chiếc lồng chim này chứ? Trong mắt cậu bạn này, ngày nào cậu ấy cũng dùng sơn hào hải vị để nuôi nấng con chim này, chắc chắn nó sẽ rất hạnh phúc. Thế nhưng, liệu có thật sự vậy chăng? Dứt lời, hắn liền mở cửa lồng ra. Giây tiếp theo, chú chim nhỏ đã lập tức bay thẳng ra ngoài, nhanh chóng biến mất ở bầu trời bao la. Sắc mặt học sinh đứng cạnh Diệp Huyên đột ngột biến đổi, hắn ta quơ tay ra. Chú chim kia lập tức bị bắt trở lại, sau đó hắn ta liền hung hăng trừng Diệp Huyên, rồi thả lại chú chim vào trong lồng, còn chú chim thì không ngừng nhảy tới nhảy lui bên trong chiếc lồng kia. Diệp Huyên nhìn Phương Văn Thanh, Phương cô nương, cô thấy rồi chứ? Các người cảm thấy các người phát động chiến tranh là vì muốn tốt cho chúng ta, thế nhưng trong mắt chúng ta thì đúng là biểu hiện của sự giả dối, đã muốn làm kỹ nữ mà còn muốn được người khác lập đền thờ trinh tiết. Hơn nữa, Phương cô nương à, đa phần các cuộc chiến tranh đều là một kiểu cướp bóc, các ngươi đi tới chỗ chúng ta, liệu có thể đảm bảo rằng những thế lực của các ngươi không điên cuồng cướp bóc không? Thậm chí là bắt dân chúng làm nô lệ cho mình. Nếu như các ngươi thực sự muốn trợ giúp dân chúng của bọn ta, vì sao lại không cùng hợp tác với chúng ta? Chỉ cần để người dân chỗ chúng ta hiểu hơn về điểm tốt của các ngươi, ta tin rằng, rất nhiều người sẽ bằng lòng đi đến chỗ các ngươi, hà cớ gì phải phát động chiến tranh kia chứ? Nói tới đây, Diệp Huyên lại lắc đầu cười, suy cho cùng, chiến tranh chính là sự tàn nhẫn, bất kể phát động chiến tranh với danh nghĩa gì thì đều là tàn nhẫn cả thôi. Chương 1780, ngươi khiến ta thấy ngứa mắt. Phương Văn Thanh lắc đầu, tàn nhẫn chỉ là tạm thời mà thôi. Diệp Huyên nhìn cô ta, sau đó hắn đột nhiên rút kiếm ra, chiêu kiếm nhanh nhạy, Phương Văn Thanh còn chưa kịp phản ứng thì kiếm của Diệp Huyên đã chỉ thẳng vào giữa trán cô nàng. Tất cả mọi người có mặt ở sân trường đều biến sắc, nhưng Phương Văn Thanh lại vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề sợ hãi chút nào. Diệp Huyên nhìn Phương Văn Thanh, Phương cô nương, ta cảm thấy cô khá là xinh đẹp, cho bằng cô làm vợ ta nhé. Phương Văn Thanh nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử có ý gì vậy? Diệp Huyên cười nói, đi theo ta, cô sẽ có thể sống một cuộc sống tốt đẹp, tuy rằng bây giờ cô không đồng ý, thậm chí cảm thấy mình bị coi thường, nhưng chẳng sao hết. Về sau ta sẽ luôn đối tốt với cô, dù sao tàn nhẫn cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Sao Phương Văn Thanh lại không hiểu ý mà Diệp Huyên muốn nói cơ chứ? Nàng bỗng im lặng. Diệp Huyên tiếp lời, áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, đây chính là một loại chuyện vô cùng thất đức. Dứt lời, hắn liền thu kiếm về, sau đó cười nói, Diệp Huyên ta từ Thanh Thành đi tới nơi này,
vẫn luôn dựa vào thanh kiếm trong tay mình. Ta rất ít khi chơi trò nói đạo lý gì đó, bởi vì trong mắt ta, ở thế giới này của chúng ta, 10 câu đạo lý cũng chẳng thể có tác dụng bằng một chiêu kiếm. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía Nam Cung Uyển, Nam Cung cô nương, đạo lý gì đó cũng nói xong rồi, cô có thể dẫn ta tới nơi khác thăm thú được không? Nam Cung Uyển khẽ gật đầu, Diệp công tử đi theo ta đi. Dứt lời, cả hai liền muốn rời khỏi trường học. Song đúng lúc này, có một chàng trai ở cách đó không xa bỗng đứng bật dậy, chắn ngay trước mặt Diệp Huyên, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lông mày của Phương Văn Thanh khẽ trao lại, Mạc Lâm, ngươi muốn làm gì? Chàng trai tên Mạc Lâm kia nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ngươi dám không? Diệp Huyên hỏi, lý do? Mạc Lâm nhìn Diệp Huyên, ngươi khiến ta thấy ngứa mắt. Tiếng nói vừa dứt, thì một cánh tay của hắn ta cũng bay thẳng ra ngoài, không hề có một dấu hiệu báo trước nào. Máu tươi bắn tung tóe. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Sắc mặt Tô học sĩ liền lập tức trầm xuống. Kiếm của Diệp Huyên quá nhanh, hắn ta không kịp cản lại. Trước mặt Diệp Huyên là Mạc Lâm sắc mặt tái nhợt, hắn ta gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không hề tỏ ra e dè, có bản lĩnh thì ngươi giết chết ta đi. Chương 1781, thần cung chứ? Diệp Huyên lắc đầu cười, ngươi nhìn ngươi đi, ngươi bảo ngươi thấy ta là ngứa mắt, thế nhưng ngươi dựa vào đâu chứ? Chỉ bằng mỗi cái miệng này của ngươi thôi sao? Khi phát hiện ra rằng bản thân không đánh lại ta, thì ngươi lại đổi lời thành có bản lĩnh hãy giết ngươi đi. Vì sao ngươi lại dám nói như vậy? Bởi vì ngươi cảm thấy sau lưng mình có Thư viện Thương Hải, mà bây giờ ta lại đang đứng ở Thư viện Thương Hải. Thế nên ngươi không hề sợ hãi, cho rằng chắc chắn ta không dám giết ngươi. Đúng chứ? Mạc Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ánh mắt kia dường như có thể giết người luôn được vậy. Diệp Huyên cười nói, tức giận mà lại không ra tay chính là biểu hiện của kẻ vô dụng. Ngươi nói ngươi thấy ta là ngứa mắt, vậy thì ngươi hãy đánh ta đi. Mau tới đây đánh ta đi này. Mạc Lâm sắc mặt tái mét, hắn ta nhiều lần muốn ra tay thế nhưng lại không dám. Bởi vì hắn ta biết rõ người đàn ông trước mặt mình có thể kết liễu hắn ta chỉ bằng một kiếm. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, ta cũng ngứa mắt ngươi lắm. Lời vừa dứt, hắn lại đưa tay ra. Bốp! Mạc Lâm lập tức bay thẳng ra ngoài, cú bay này kéo dài hơn trăm trượng. Mạc Lâm rơi thẳng xuống đất, thế nhưng lại nhanh chóng đứng dậy, hằn học nhìn Diệp Huyên, trước giờ hắn ta nào từng chịu sỉ nhục đến mức độ này. Ngay lập tức. Hắn ta muốn ra tay, nhưng Tô học sĩ lại đột nhiên nói, dẫn đi, đuổi khỏi trường. Nghe thấy vậy, Mạc Lâm lập tức ngây dại. Chỉ thoáng chốc đã có hai võ vệ tướng của học viện đi tới đưa Mạc Lâm xuống dưới. Tô học sĩ lại nhìn Diệp Huyên, đã khiến Diệp thành chủ chê cười rồi. Diệp Huyên cười bảo, vừa nãy ta có hơi kích động, mong Tô học sĩ thứ lỗi. Tô học sĩ lắc đầu, người trẻ tuổi mà. Chịu chút thiệt thòi cũng chưa chắc đã là chuyện gì xấu. Nếu cậu học sinh kia có thể rút ra được bài học cho mình từ trong đó, thì lại trở thành chuyện tốt rồi. Diệp Huyên cười cười, sau đó nhìn về phía Nam Cung Uyển, Nam Cung cô nương, ta có thể đến tham quan hoàng cung của các cô không? Nam Cung Uyển cười bảo, thần cung chứ? Diệp Huyên gật đầu, vậy có thể tới đó tham quan chăng? Nam Cung Uyển gật đầu, có thể. Nhưng mà chỉ được tham quan một phần bên ngoài thôi. Diệp Huyên lại gật đầu, tốt. Nam Cung Uyển nhìn về phía Tô học sĩ, cáo từ. Tô học sĩ hơi thi lễ, Nam Cung quốc sĩ đi thong thả. Chương 1782, hai người họ là từ Nho viện. Nam Cung Uyển gật đầu, sau đó dẫn Diệp Huyên rời khỏi đó. Trên đường đi, Nam Cung Uyển khẽ cười nói. Diệp công tử có biết tại sao Mạc Lâm kia lại thấy ngứa mắt với ngươi không? Diệp Huyên cười nói, cậu ta có ý với Phương cô nương. Nam Cung Uyển gật đầu, lúc Diệp công tử cầm kiếm chỉ thẳng vào Phương cô nương, đúng là cậu ta đã tức giận. Diệp Huyên cười bảo, ta không có ác ý. Nam Cung Uyển mỉm cười, ta biết chứ, ngươi chỉ chặt một cánh tay của người ta thôi mà. Diệp Huyên, chốc lát sau. Diệp Huyên đã cùng Nam Cung Uyển đi tới thần cung của Đô Thành. Vừa mới bước vào thần cung, hắn liền nhìn thấy bức tượng điêu khắc hình võ an ninh. Lúc nhìn thấy bức tượng kia, Diệp Huyên khẽ nói, đây là người đã sáng lập ra thần quốc sao? Nam Cung Uyển gật đầu, là thần chủ đời đầu của thần quốc chúng ta.
Diệp Huyên đang muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này hắn bỗng nhiên nhìn sang phía bên phải, ở đó có một người đang đứng. Lúc nhìn thấy người kia, gương mặt hắn tràn đầy vẻ ngạc nhiên, tại sao lại là cô? Hắn nhận ra người vừa đến. Hơn nữa đó còn là một người bạn cũ. Ở Khương Quốc, tại Thanh Thành, hắn đã quen biết Lục Quốc Sư này. Lúc này, Lục Quốc Sư vẫn ngồi trên xe lăn, mái tóc vẫn trắng như tuyết. Lục Quốc Sư nhìn Diệp Huyên khẽ cười, Diệp công tử, đã lâu không gặp. Diệp Huyên trầm giọng nói, Lục Quốc Sư cô. Lục Quốc Sư cười nói, ta vốn tên là Lục U, người của thần quốc. Người của thần quốc. Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy tiền bối Mạc Nguyên và Phong Lam, bọn họ là. Lục U nói, hai người họ là từ Nho Viện. Diệp Huyên lắc đầu cười, thế mà các người lại là người thần quốc, vậy tại sao lại còn đi tới một nơi nhỏ như vậy? Nam Cung Uyển ở bên cạnh cười mỉm, mấy người Lục U cô nương chỉ là đến thế giới nhỏ truyền bá văn hóa của thần quốc chúng ta, chắc Diệp công tử có lẽ không biết, Thanh Châu ngươi bây giờ đã có học viện Nho Gia và học viện Binh Gia, hai học viện cộng lại cũng đã hơn trăm trường nhánh rồi. Mà bây giờ, Thương Kiếm Tông của Thanh Thương Giới và Khương Quốc đã phát triển rất nhanh, có thể đã vượt ngoài tưởng tượng của Diệp công tử. Đáng tiếc là những năm nay ngươi đều bận rộn, bằng không quay về một chuyến chắc chắn ngươi sẽ rất kinh ngạc. Chương 1783, Sư đoàn Bách Chiến. Diệp Huyên trầm giọng, tại sao các người lại làm vậy? Mục đích là gì? Lục U nhẹ giọng nói, truyền bá văn hóa của chúng ta. Diệp Huyên hỏi, vậy tại sao phải đến một nơi nhỏ như vậy? Lục U cười nói, đến thế giới lớn thì rất dễ khiến người ta chú ý, sẽ dẫn đến rất nhiều rắc rối. Hơn nữa, ở thế giới lớn có quá nhiều các thế lực, muốn truyền bá văn hóa đạo thống của chúng ta một cách hòa bình rất khó. Diệp Huyên trầm mặc. Lục U lại nói, nếu Diệp công tử có thời gian, nhất định phải quay về Thanh Thương Giới xem thử, ở đó đã thay đổi rất nhiều, người sẽ rất ngạc nhiên. Diệp Huyên khẽ gật đầu, nhất định. Lục U cười nói, hôm nay không làm phiền Diệp công tử nữa. Nói xong nàng ta quay người rời đi. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ngoại trừ Thanh Thương Giới, những thế giới khác cũng có người của các người sao? Nam Cung Uyển gật đầu, không ít. Diệp Huyên lắc đầu cười, các người bày trận cũng rất sâu. Nam Cung Uyển nhẹ giọng nói, trước đây ở Thư viện Thương Hải, Diệp công tử có nói một câu ta rất tán thành, chiến tranh là tàn nhẫn, nhưng Diệp công tử có biết, chiến tranh hàng năm còn tàn khốc hơn. Chúng ta có một nhóm mưu sĩ, thường nghiên cứu về các người ở bên này. Các người hàng năm đều đi chinh chiến, mà nguyên nhân cuối cùng là vì phân tán, tất cả các thế lực thế gia và các tông môn lớn nhỏ đều mạnh ai nấy làm. Mà bên chỗ các người không có tín ngưỡng văn hóa tinh thần, chỉ có tôn thờ kẻ mạnh. Chỉ cần có thực lực thì có thể không màng đến luật pháp, không màng đến đất nước, có thể tùy tiện khi dễ kẻ yếu. Diệp công tử, người có biết thần quốc chúng ta nhìn nhận các người thế nào không? Diệp Huyên lắc đầu. Nam Cung Uyển nhẹ giọng nói, dã man, lạc hậu, không hề có ý hạ thấp gì cả, ít nhất thì ta không có. Nhưng bên chỗ các người mặc kệ là văn minh võ đạo, hay là văn minh văn hóa thì đều kém rất rất nhiều. Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, cách đó không xa một đám binh lính mặc giáp sắt đã tiến đến. Đám binh lính này có 20 người, trên người mỗi người đều tản ra hơi thở sát phạt mạnh mẽ. Sư đoàn Bách Chiến. Hơi thở này, Diệp Huyên đã từng cảm nhận được ở kỵ binh của Đường tộc. Mà Diệp Huyên biết tốp lính trước mặt này có lẽ không phải là binh lính tinh nhuệ nhất của thần quốc. 20 binh lính đó đi đến trước mặt Diệp Huyên và Nam Cung Uyển, 20 người đồng loạt hành lễ với Nam Cung Uyển sau đó rời đi. Chương 1784, gặp mặt Nam Cung Quốc Sĩ. Diệp Huyên nhìn Nam Cung Uyển cô nương rất được người thần quốc tôn kính. Nam Cung Uyển cười nói, thần quốc ta không chỉ tôn kính kẻ mạnh, mà còn tôn kính các học sĩ. Thần quốc ta chia làm hai phái văn và võ, văn trị võ công. Giống như thần tướng của thần quốc ta, mặc dù ông ta cũng tu luyện, nhưng chỉ là thân thể mạnh mẽ, còn về thực lực e là ngay cả một binh linh cũng không đánh nổi. Thế nhưng, địa vị của ông ta ở thần quốc ta vô cùng được kính trọng, ngay cả thần chủ cũng phải tôn kính gọi ông ta một tiếng thầy. Nói rồi nàng ta làm động tác tay ra hiệu mời, Diệp công tử, hãy đến gặp thống lĩnh cấm quân của thần quốc ta. Hắn ta xếp thứ 10 trên bảng thần võ. Diệp Huyên gật đầu.
sau đó tiếp tục đi lên theo Nam Cung Uyển. Một lát sau, theo sự dẫn dắt của Nam Cung Uyển, hai người đi đến một sân tập võ, trên sân tập có hơn 100 binh lính, cả 100 binh lính lúc này đều đang tập luyện. Mà ở trước mặt hàng 100 binh lính này là một thiếu niên đứng đó. Thiếu niên mặc một bộ đồ vải, thân thể thẳng tắp, tay cầm một cây trường thương. Khi nhìn thấy Diệp Huyên và Nam Cung Uyển, thiếu niên đi thẳng đến sau đó khẽ hành lễ với Nam Cung Uyển, gặp mặt Nam Cung quốc sĩ. Nam Cung Uyển khẽ cười, Lăng Dạ, thử sức cùng với Diệp thành chủ của chúng ta một chút chứ. Lăng Dạ nhìn Diệp Huyên, xin chỉ giáo. Một lúc sau, hai người xuất hiện trên võ đài ở sân tập. Hàng trăm binh lính đứng xung quanh. Lăng Dạ nhìn Diệp Huyên làm động tác tay ra hiệu mời. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn Lăng Dạ, ngay sau đó hai thanh phi kiếm đột ngột xuất hiện trước mặt Lăng Dạ. Vẻ mặt Lăng Dạ vô cảm nâng tay lên liền cầm cây thương. Keng! Phi kiếm lập tức bị chém bay đi, mà lúc đó Diệp Huyên đột ngột xuất hiện trước mặt Lăng Dạ, gần như là cùng lúc Lăng Dạ cũng đâm thẳng một thương. Diệp Huyên bị dồn ép phải dừng lại, nhưng Lăng Dạ cũng bị chấn động liên tục lùi ra sau mấy bước, mà hắn ta vừa dừng lại thì bỗng chốc một thanh phi kiếm chém tới. Lăng Dạ dùng thương dài chắn ngang. Keng! Âm thanh kim loại va chạm chói tai chợt vang lên. Lăng Dạ lập tức lùi lại mấy trượng nhưng ngay sau đó, cơ thể hắn ta xoay tròn, trường thương trong tay thuận thế liền đâm về phía trước. Chương 1785. Phi kiếm đầy khắp trời. Bù! Một thương đâm ra, cả không gian trực tiếp bị xé rách. Trong chớp mắt Diệp Huyên bị đẩy lùi lại, nhưng ngay lập tức, hàng loạt phi kiếm chém về phía Lăng Dạ với các góc độ khác nhau, vẻ mặt Lăng Dạ không thay đổi, vung vẫy trường thương. Tất cả các phi kiếm đều bị trường thương Lăng Dạ ngăn cản. Ngay lúc này, Diệp Huyên biến mất, lúc xuất hiện lại hắn đã ở ngay trước mặt Lăng Dạ, đồng thời hắn liền rút kiếm chém xuống. Thế nhưng lại là một thanh kiếm tạo hóa cảnh cùng cấp bậc với cây thương của Lăng Dạ. Nếu là để giao lưu cọ sát đương nhiên hắn sẽ không dùng đến thiên chu. Rút kiếm định sinh tử. Kiếm vừa chém xuống thì kiếm thế mạnh mẽ lập tức bao phủ Lăng Dạ. Nhận thấy được sức lực trong kiếm Diệp Huyên, rốt cuộc gương mặt bình tĩnh của Lăng Dạ cũng hơi thay đổi. Hắn ta đạp mạnh chân phải, một luồng sức lực mạnh mẽ xuất hiện quanh người hắn ta. Ngay sau đó hắn đâm mạnh thương trong tay về phía trước. Là đâm đến. Một động tác rất đơn giản nhưng lại mang theo rất nhiều sức lực. Sức mạnh thuần túy va chạm. Kiếm và thương của hai người vừa chạm vào liền tách ra, sau đó liên tục lùi về sau, nhưng rất nhanh sau đó, hai người gần như là dừng lại cùng lúc. Lúc này, Lăng Dạ đột nhiên vươn người nhảy lên, trong không trung vẻ mặt Lăng Dạ có phần hung ác. Hắn ta ném mạnh trường thương trong tay về phía Diệp Huyên bên dưới. Thương xuyên qua không gian phóng đến giống như muốn xuyên thấu cả đất trời này. Diệp Huyên khẽ điểm nhẹ chân phải, cả người hắn nhảy lên từ mặt đất, gần như là cùng lúc, một luồng kiếm quang chém vào thanh trường thương kia. Không gian xung quanh rung động kịch liệt, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hàng loạt phi kiếm, từng kiếm chém về phía Lăng Dạ. Phi kiếm đầy khắp trời. Trong không trong, Lăng Dạ cứ lùi rồi lại lùi mà ở trước mắt hắn ta, Diệp Huyên điên cuồng rút kiếm chém liên tục, lại thêm phi kiếm ở xung quanh khiến Lăng Dạ khó mà đối phó được. Chương 1786. Đặt cược gì? Bởi vì tốc độ những phi kiếm kia của Diệp Huyên thực sự quá nhanh. Nhanh đến mức hắn ta không dám phân tâm chút nào, lại thêm Diệp Huyên ở trước mặt tấn công mạnh mẽ, vì vậy hắn ta chỉ có thể phòng ngự một cách bị động. Đã mấy lần hắn ta muốn tấn công nhưng đều bị phi kiếm của Diệp Huyên ngăn cản. Cứ như vậy, khi Lăng Dạ lùi ra ngoài đến mấy trăm trượng, Diệp Huyên bất chợt dừng lại. Khi này, quanh người Lăng Dạ đã có đến mười mấy vết kiếm. Diệp Huyên thu lại kiếm, nói, đa tạ đã nhường. Lăng Dạ nhìn Diệp Huyên, ta thua rồi. Lời này vừa nói ra thì binh lính trong sân lập tức liền biến sắc. Lăng Dạ này chính là thiên tài của bảng thần võ đấy. Hắn ta mà lại thua sao? Ngay lúc này, một âm thanh bỗng vang lên từ bên cạnh, lời này của Lăng thống lĩnh sai rồi. Mọi người nghe thấy liền nhìn sang, người đến là một thiếu niên, mặc một bộ y phục màu đen hoa văn rồng. Diệp Huyên nhìn cậu thiếu niên,
Nam Cung Uyển bên cạnh hắn ta nói, Thương Khâu, thống lĩnh của Vũ Lâm vệ. Diệp Huyên khẽ gật đầu. Thương Khâu khẽ hành lễ với Nam Cung Uyển trước, sau đó nhìn Diệp Huyên cười nói, Diệp thành chủ, trận vừa nãy có hơi không công bằng. Diệp Huyên cười nói, không công bằng thế nào? Thương Khâu cười nói, Lăng thống lĩnh là thống lĩnh của cấm quân, tu luyện của hắn đều là cách để giết chết người, mà đấu võ chính quy thế nào có quá nhiều hạn chế cho hắn. Diệp thành chủ cũng không hề phát hiện ra, Lăng thống lĩnh vẫn luôn hạ thủ lưu tình sao. Nói đến đây, hắn ta khẽ cười, Diệp thành chủ à. Hắn là sợ giết chết ngươi đấy. Cách đó không xa, Lăng Dạ khẽ nhíu mày, Thương Khâu, ta thua rồi. Ta nhận thua. Thương Khâu nhìn Lăng Dạ, ngươi đang đại diện cho thần quốc ta. Ngươi phải nghĩ cho kỹ. Lăng Dạ trầm mặc. Thương Khâu nhìn Diệp Huyên, Diệp thành chủ, đấu lại một trận. Không có bất kỳ giới hạn nào, như kiểu chơi đùa sinh mạng, chơi không. Diệp Huyên hơi do dự. Thương Khâu cười nói, nếu Diệp thành chủ sợ, vậy cũng không sao. Diệp Huyên nghiến răng, đấu lại một trận không phải không thể, thế nhưng ta có một yêu cầu, ta yêu cầu đánh cược. Thương Khâu chợt nhướng mày, đặt cược gì? Chương 1787, kiếm cấp bậc đạo cảnh. Diệp Huyên nhìn Thương Khâu, nếu các người thua, các người phải cho ta một bảo vật cấp bậc tạo hóa cảnh. Bảo vật cấp bậc tạo hóa cảnh. Nghe vậy, sắc mặt Thương Khâu lập tức u ám hẳn. Cái này, ngay cả ở thần quốc cũng là vô cùng chân quý. Thấy Thương Khâu trầm mặc, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức thả lỏng thậm chí còn có ý cười, không có. Không có vậy thì không đấu nữa. Thương Khâu nhìn Diệp Huyên, ai nói không có. Vừa dứt lời, hắn ta liền mở lòng bàn tay. Một người tí hon màu vàng đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Diệp Huyên khá hiếu kỳ, đây là cái gì vậy? Nam Cung Uyển ở bên cạnh cười nói, kim nhân cấp bậc tạo hóa cảnh do Mặc Gia chế tạo, kim nhân này nếu được khởi động thì có thể sánh với cao thủ trưởng đạo cảnh đỉnh cao, nếu có đủ linh khí thậm chí có thể đối đầu được với cao thủ cấp bậc thiên đạo cảnh. Hơn nữa, nó được chế tạo từ nguyên liệu đặc thù, cho dù là cao thủ thiên đạo cảnh cũng không thể phá hủy được trong thời gian ngắn. Dùng để đánh nhau bảo vệ tính mạng, rất hữu dụng. Và lại cũng rất chân quý. Diệp Huyên khẽ gật đầu, lúc trước hắn cũng có một vài kim nhân, nhưng bây giờ đều đã rất yếu. Kim nhân trước mặt này có lẽ là bản đã thăng cấp. Lúc này, Thương Khâu lại nói, nếu ngươi thua thì sao? Diệp Huyên trầm giọng nói, ta thua thì cứ để mạng lại đây, toàn bộ bảo vật của ta đều là của các người. Thương Khâu nhìn Diệp Huyên, đây đều là ngươi nói đây. Diệp Huyên gật đầu, trong tình huống bình thường thì lời ta nói vẫn được tính. Thương Khâu lạnh nhạt nói, vậy bắt đầu đi. Diệp Huyên nói, người đưa bảo vật cho Nam Cung Quốc Sĩ đi. Thương Khâu nhìn Diệp Huyên, sau đó đưa kim nhân cho Nam Cung Uyển. Diệp Huyên nhìn Lăng Dạ khẽ thi lễ, trận này liên quan đến danh dự thần quốc ta, ta sẽ không nương tay. Người cũng hãy dốc hết sức. Diệp Huyên gật đầu, được thôi. Vừa dứt lời, hắn mở tay phải ra, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm chấn hồn. Kiếm cấp bậc đạo cảnh. Khi nhìn thấy thanh kiếm này, sắc mặt Lăng Dạ và Thương Khâu lập tức đều thay đổi. Mà ngay lúc này, hắn lại mở tay trái, kiếm thiên chu cũng xuất hiện trong tay hắn. Khi nhìn thấy kiếm thiên chu, sắc mặt Thương Khâu thay đổi hẳn, kiếm siêu việt đạo cảnh. Sắc mặt Lăng Dạ cũng trở nên vô cùng khó coi. Chương 1788, đây rõ ràng là ức hiếp người mà. Lúc này, Diệp Huyên cầm hai thanh kiếm đi về phía Lăng Dạ, Lăng Huynh, người cũng đừng nương tay đấy. Hai thanh kiếm này của ta đi xuống, thương của ngươi có thể không đỡ nổi đâu. Nếu thực sự không được thì ngươi đi mượn thêm vài cây thương đi. Lăng Dạ, trong sân, không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh hơn. Một thanh kiếm cấp bậc đạo cảnh, một thanh kiếm siêu việt đạo cảnh. Hơn nữa còn nằm trong tay một kiếm thánh. Đánh thế nào? Vẻ mặt Lăng Dạ đau khổ. Nếu Diệp Huyên chiến đấu công bằng với hắn ta thì hắn ta còn có tự tin, nhưng nhìn thấy hai thanh kiếm này hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Cho dù hắn lấy ra một cây thương cấp bậc đạo cảnh thì cũng không đánh nổi thanh kiếm siêu việt đạo cảnh kia. Kiếm siêu việt đạo cảnh. Thanh kiếm này nằm trong tay Diệp Huyên thì sức chiến đấu không chỉ tăng lên thêm một hai phần. Diệp Huyên nhìn Lăng Dạ, Lăng Huynh. Ra tay thôi. Lăng Dạ nhìn Diệp Huyên,
Ngay sau đó đột nhiên hắn xông về phía trước, trường thương trong tay giống như một con rồng phẫn nộ xông đến. Ầm! Ngay khi cây thương xuất chiêu, không gian xung quanh lập tức run rẩy dữ dội. Diệp Huyến tay trái chém kiếm xuống. Bù! Kiếm vừa chém xuống, trường thương của Lăng Dạ trực tiếp bị cắt thành hai phần. Lăng Dạ đang định tiếp tục ra tay thì lập tức dừng lại. Nhìn trường thương bị đứt gãy trước mặt, Lăng Dạ trầm mặc. Diệp Huyên nói, Lăng Dạ huynh, đánh nữa không? Lăng Dạ lắc đầu, ta không đánh nổi ngươi. Giọng điệu bình tĩnh nhưng lại có một chút phẫn nộ. Đây rõ ràng là ức hiếp người mà. Diệp Huyên nhìn Thương Khâu cách đó không xa, hắn ta đang định lên tiếng thì Diệp Huyên chợt nói, các hạ không phải lại nói ta cầm hai thanh kiếm này thì không công bằng với Lăng Dạ huynh chứ? Thương Khâu trầm giọng nói, bản thân ngươi đã không công bằng. Diệp Huyên cười ha ha, không công bằng. Vừa rồi ai nói giao đấu sinh tử? Là ai nói không có bất kỳ giới hạn? Có phải là người không? Chương 1789. Ngươi thật sự không dùng hai thanh kiếm này. Sắc mặt Thương Khâu lập tức trở nên khó coi. Diệp Huyên cười lạnh một tiếng, thì ra đây chính là thiên tài của thần quốc, bảo vật đạo cảnh này, Diệp Huyên ta không cần nữa. Nói xong hắn nhìn Nam Cung Uyển, Nam Cung cô nương, cáo từ. Nói rồi hắn quay người rời đi. Lúc này, Nam Cung Uyển đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, Diệp công tử, bảo vật này ngươi không cần sao? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, không dám cần. Thiên tài thần quốc không biết xấu hổ như vậy quả nhiên khiến ta có cái nhìn mới về chuyện không biết xấu hổ này, ta không cần. Ngươi tặng ta cũng không cần. Nói xong, hắn bước đi nhanh hơn. Nam Cung Uyển quay đầu nhìn Thương Khâu, sắc mặt Thương Khâu vô cùng khó coi, hắn ta do dự một lúc, sau đó lại nói, Diệp công tử dừng bước. Thế nhưng Diệp Huyên không hề dừng lại. Sắc mặt Thương Khâu thay đổi một chập, sau đó hắn ta xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, Diệp công tử, là lời nói của ta không thích đáng, ngươi thắng rồi. Bảo vật kia là của ngươi. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, Thương thống lĩnh, dường như ngươi không cam tâm cho lắm. Thương Khâu lạnh giọng, Diệp công tử còn muốn thế nào? Diệp Huyên nhìn người vàng kia, sau đó nói, chỉ bằng chúng ta lại đánh cược. Thương Khâu nhìn Diệp Huyên lại nói, chúng ta đấu lại một trận, ta không dùng đến hai thanh kiếm này, thế nào? Thương Khâu khẽ nheo hai mắt, thật sao? Diệp Huyên gật đầu, thật, nếu ngươi thắng ta sẽ đưa kim nhân tí hon này trả lại cho ngươi, nhưng nếu ngươi thua thì ngươi phải cho ta thêm một người vàng, hoặc là một bảo vật cấp bậc đạo cảnh. Ngươi dám cược không? Thương Khâu nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi thật sự không dùng hai thanh kiếm này. Diệp Huyên gật đầu, tuyệt đối không dùng, ta có thể thề với trời. Thương Khâu trầm mặc một lúc sau đó nhìn Lăng Dạ do dự một lát rồi mở tay phải ra, một người vàng tí hon xuất hiện trong tay hắn ta. Thấy vậy, mí mắt Diệp Huyên khẽ giật, Lăng Dạ này cũng có. Thương Khâu nhìn Diệp Huyên, ta thêm một điều kiện nữa, nếu ngươi thua, ngươi phải bồi thường cho Lăng Dạ huynh một cây thương cấp bậc tạo hóa cảnh. Diệp Huyên gật đầu, có thể. Hai người các ngươi ai đánh? Lăng Dạ đang định nói, thì Thương Khâu đột nhiên mở lời, để ta. Đúng lúc muốn được tận mắt nhìn thấy thực lực thật sự của Diệp công tử. Vừa dứt lời, hắn liền mở lòng bàn tay, một cây côn sắt màu đen lặng yên xuất hiện, cây côn sắt đen tuyền cả cây, tản ra hơi thở u ám. Đạo cảnh, chương 1790, đại địa chi lực. Diệp Huyên trầm mặc. Hắn không nghĩ đến Thương Khâu này lại có cả bảo vật cấp bậc đạo cảnh. Chẳng lẽ ở thần quốc này, đạo cảnh là cải trắng à? Lúc này, Thương Khâu nâng côn sắt lên, cười nói, Diệp thành chủ, tốt nhất ngươi nên chuẩn bị thêm vài thanh kiếm, vì ta sợ là kiếm ngươi không đỡ nổi côn sắt của ta đâu. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi không cho ta dùng kiếm đạo cảnh mà ngươi lại tự mình sử dụng, chẳng phải rất vô sỉ sao? Thương Khâu lạnh giọng nói, vô sỉ. Cái này chẳng phải là học theo Diệp công tử sao? Đánh thôi. Vừa dứt lời hắn ta liền nhảy lên, ngay sau đó, hàng loạt ảo ảnh côn đồng loạt xông đến bao phủ Diệp Huyên. Mà ngay lúc đó dưới chân Diệp Huyên mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, sau đó, vô số đại địa chi lực tràn đến nhấn chìm hắn giống như thủy triều. Thấy vậy, Nam Cung Uyển cách đó không xa chợt nhíu mày. Ngay lúc ấy, Diệp Huyên xông về phía trước. Hắn không dùng kiếm mà đánh ra một quyền. Quyền vừa đánh ra,
vô số tàn ảnh lập tức biến mất, còn Thương Khâu lập tức bị đánh lùi ra ngoài mấy trăm trượng. Lúc này, toàn bộ sân tập võ lập tức bị lật tung, cả vùng hỗn loạn. Một quyền chiến bại. Đại địa chi lực. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, tay phải nhẹ nhàng thả lỏng, rất nhanh sau đó, hàng loạt đại địa chi lực đều quay lại vào lòng đất. Đại địa chi lực này cũng là một con bài chủ lực của hắn, nhất là bây giờ, hắn có thể sử dụng đại địa chi lực cùng với địa mạch chi lực trong vòng vạn dặm xung quanh, nếu cho hắn thêm chút thời gian, thậm chí hắn còn có thể tập trung được đại địa chi lực và địa mạch chi lực trong vòng trăm nghìn dặm. Mà sau khi tập trung được đại địa chi lực và địa mạch chi lực nhiều như vậy, thực lực của hắn chắc chắn là vượt qua chứng đạo cảnh, hoặc nên nói là, ngay cả chứng đạo cảnh cũng không cách nào ngăn cản được hắn. Cũng chỉ có đạt đến cỡ cấp bậc cao thủ như mấy người tinh chủ mới có thể ngăn cản được đạo tắc đại địa của hắn. Diệp Huyên nhìn về phía gần đó, lúc này, Thương Khâu đã ngã trên địa mạch, hắn ta vừa muốn đứng dậy thì đột nhiên Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt hắn ta, sắc mặt Thương Khâu thay đổi. Khi Diệp Huyên đến cũng không hề ra tay giết hắn mà cầm lấy côn sắt màu đen trong tay Thương Khâu. Sắc mặt Thương Khâu thay đổi, ngươi. Hắn ta vừa mở lời chợt một thanh kiếm kề sát cổ hắn ta. Diệp Huyên nhìn Thương Khâu, ngươi thua rồi. Theo như ước định, vừa rồi chúng ta là quyết đấu sinh tử, cũng đồng nghĩa là ta có thể giết chết ngươi. Nhưng Diệp Huyên ta không phải một người tàn nhẫn vô tình. Ta có thể không giết ngươi nhưng vừa nãy đấu với ngươi một trận đã làm ta tiêu hao rất nhiều, ta muốn 5 triệu thần tinh để bồi thường, ngươi không có ý kiến gì chứ? Thương Khâu trừng mắt nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi đang dọa ta sao? Chương 1791, là ngươi nên có được. Diệp Huyên gật đầu, xem ra, ngươi không định bồi thường cho tổn thất của ta rồi. Vừa dứt lời, kiếm của hắn chém thẳng xuống. Vù! Một cánh tay của Thương Khâu trực tiếp bay đi, máu tươi chảy ào ạt. Thế nhưng Thương Khâu ngay cả mí mắt cũng không hề chớp, hắn ta cứ nhìn Diệp Huyên chằm chằm như vậy. Diệp Huyên không nói lời rông dài, cũng không hề do dự, một kiếm chém xuống đầu Thương Khâu. Mà ngay lúc này, một cây trường thương đột nhiên xuyên qua không trung phóng tới. Keng! Kiếm của Diệp Huyên bị trường thương của Lăng Dạ ngăn cản. Mà lúc đó... Binh lính xung quanh đột nhiên đều vây lại. Diệp Huyên nhìn xung quanh, nhếch miệng cười, không muốn nhận thua sao. Ngay lúc này, Nam Cung Uyển đột nhiên nói, lấy 5 triệu thần tinh đến cho Diệp công tử. Sắc mặt Thương Khâu có chút khó coi, hắn ta đang định nói thì Nam Cung Uyển nhìn hắn, ánh mắt nàng ta rất bình tĩnh nhưng trong lòng Thương Khâu lại khẽ run, không dám nói gì lập tức quay người rời đi. Nam Cung Uyển nhẹ nhàng vung tay phải, ngay sau đó. Những binh lính kia vây xung quanh đồng loạt lui xuống. Nam Cung Uyển đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng ta lấy 2 người vàng trong tay đưa hết cho Diệp Huyên, sau đó nói, Diệp công tử, thần quốc ta dám cược, thua cũng phục, đây là của ngươi. Diệp Huyên không từ chối, trực tiếp nhận lấy 2 người vàng, sau đó nói, Nam Cung cô nương, đa tạ. Nam Cung Uyển lắc đầu, là ngươi nên có được. Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, Thương Khâu ở bên cạnh đi tới, tay trái hắn khẽ điểm, một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt Diệp Huyên. Trong nhẫn chứa đồ vừa đúng có đủ 5 triệu thần tinh. Diệp Huyên thu lấy 5 triệu thần tinh, sau đó nhìn Nam Cung Uyển, Nam Cung cô nương, làm phiền đã lâu như vậy, ta cũng nên rời đi rồi. Nam Cung Uyển nói, Diệp công tử phải đi rồi sao? Diệp Huyên gật đầu. Nam Cung Uyển khẽ gật đầu, Diệp công tử. Trước khi đi ta muốn đưa ngươi đến gặp đội quân của thần quốc ta, đi được không? Diệp Huyên nghĩ một lúc rồi nói, được. Nam Cung Uyển nói, đi theo ta. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Diệp Huyên vội đi theo, mà lúc này đột nhiên Nam Cung Uyển lại dừng bước, nàng ta nhìn Thương Khâu cách đó không xa, nhiều khi thất bại không hề đáng sợ là sau khi thất bại lại từ bỏ. Cũng đừng cho rằng Diệp công tử giở thủ đoạn với ngươi. Biết hổ thẹn sau này mới dũng cảm, đó mới là đàn ông thật sự. Chương 1792, tạm thời không có hứng thú. Nói xong nàng ta quay người rời đi. Sau lưng, Thương Khâu vội hành lễ với Nam Cung Uyển, đa tạ Nam Cung quốc sĩ. Ở nơi không xa, trên đường đi, Nam Cung Uyển khẽ nói, đã xem nhẹ Diệp công tử rồi. Diệp Huyên cười nói, Nam Cung Uyển mới thực sự là sâu không thấy được. Đến bây giờ hắn cũng không cảm nhận được cảnh giới của Nam Cung Uyển.
Chắc chắn A Việt biết, nhưng tên này đang ngủ say, hắn không dám làm phiền. Tính nết nàng ta rất dễ cáu kỉnh, trước khi đánh lại được thì tốt nhất phải biết thân phận. Nam Cung Uyển cười nói, Diệp công tử, có hứng thú gia nhập thần quốc chúng ta không? Gia nhập thần quốc? Diệp Huyên lắc đầu, tạm thời không có hứng thú. Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ ý đồ thực sự của thần quốc, gia nhập thần quốc. Hắn không dám, cũng không muốn. Hắn chỉ muốn thần võ thành giống như lúc trước, không ai dám ức hiếp. Mà gia nhập thần quốc có nghĩa là hắn muốn để kiếm tông và võ viện thần phục thần quốc, chuyện này chắc chắn hắn sẽ không làm. Nam Cung Uyển gật đầu cũng không nói gì thêm. Rất nhanh sau đó, hai người đi đến đỉnh núi, Diệp Huyên nhìn xuống, ở bên dưới có 10.000 binh sĩ đang xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Lúc này, Nam Cung Uyển đột nhiên nói, các huynh đệ quân đoàn thứ 9, hãy chào hỏi với Diệp thành chủ. Bên dưới, những binh lính kia đột nhiên ngẩng đầu, ngày sau đó tất cả mọi người đều đồng loạt đứng lên, đồng loạt giống lên, ra mắt Diệp thành chủ. Âm thanh như sấm, chấn động đất trời, rung chuyển núi non. Cùng lúc đó, đột nhiên xuất hiện một thế mạnh mẽ từ bên dưới phóng lên, thế này trong nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên vung tay phải, một kiếm thế chấn động xuất hiện, thế nhưng kiếm thế vừa xuất hiện đã sụp đổ trong chớp mắt. Diệp Huyên lập tức bị đẩy lùi, lùi ra ngoài đến nghìn trượng. Lúc này, cả nghìn người ở bên dưới kia đột nhiên tay cầm trường thương dậm đất, đồng thanh gào thét, giết. Vô số chiến ý đột nhiên phóng thẳng lên trời, cuối cùng trong không trung ngưng tụ thành một thanh đao to lớn dài đến nghìn trượng, mà ngay khi thanh đao to lớn này xuất hiện thì một luồng sát ý kinh khủng lập tức bao phủ lấy Diệp Huyên cách đó không xa. Bị sát ý bao phủ, vẻ mặt Diệp Huyên trong chớp mắt trở nên dữ tợn, ngay sau đó, máu huyết toàn thân hắn bắt đầu dâng trào. Chương 1793. Nếu ta không cho thì sao? Dần ra, một luồng sáng màu đỏ xuất hiện quanh người Diệp Huyên, sát ý cũng theo đó lan tràn ra. Nam Cung Uyển bình tĩnh quan sát hắn. Đúng lúc ấy, thanh đao khổng lồ treo trên không trung bỗng buông xuống đầu Diệp Huyên. Sắc mặt hắn đanh lại đầy dữ tợn, một khắc sau đã vung kiếm chư thiên chém ra. Rầm! Thanh đao trên không trung vỡ nát trong chớp mắt. Nhẹ nhàng đến mức những binh lính bên dưới ngây ra như phỗng. Hai mắt Diệp Huyên khép hờ, tay phải siết lấy chuôi kiếm chư thiên, dùng toàn lực áp chế huyết mạch trong người, tuyệt đối không để nó khống chế mình. Nam Cung Uyển nhìn hắn, Diệp công tử, thần quốc ta có 9 quân đoàn như thế này, lên trên còn 3 đoàn thánh kỵ sĩ, tuy mỗi đoàn chỉ có 1.000 người nhưng tất cả đều đã đến thần hợp cảnh đỉnh cao, có thể đối kháng với cường giả đạo cảnh. Trên đoàn thánh kỵ sĩ còn có cận vệ của bệ hạ, toàn bộ 1.000 người đều là cường giả chứng đạo cảnh. Lên trên nữa là thần vũ quân và ám vệ quân, ta cũng không biết thực lực của họ nằm ở đâu. Ngoài ra, thần quốc ta còn có 36 tông môn, mỗi người đều có đạo binh của riêng mình, cũng có những gia tộc cổ xưa sở hữu lá bài tẩy tinh nhuệ, mạnh đến đâu thì ta cũng không rõ. Khóe môi nàng ta cong lên, nhưng người hùng mạnh nhất nơi này không phải họ mà là người bảo vệ thần quốc. Số người không rõ, thực lực không rõ, nhưng ta có thể nói cho Diệp công tử biết, năng lực của ngươi hiện giờ không đủ tư cách để gia nhập, vậy ngươi lấy cái gì để liên minh cùng chúng ta? Nhất là ngươi, bây giờ không hàng, ngày sau khi thanh đao của thần quốc ta treo trên thần võ thành thì có muốn hàng cũng không kịp nữa. Nam Cung Uyển vừa dứt lời, 10 người mặc đồ đen xuất hiện bao vây lấy Diệp Huyên. Hắn cưỡng chế ngăn lại sát ý đang sục sôi trong lòng. Nhẹ giọng nói, đang nói hay mà, cần gì phải động tay động chân chứ? Nam Cung Uyển mỉm cười, ta nói câu này Diệp công tử đừng giận. Thiên phú của ngươi không tệ nhưng thần quốc ta có rất nhiều người ưu tú, vì vậy ngươi có thể rời đi, nhưng tòa tháp trong tay ngươi phải về tay chúng ta. Diệp Huyên hỏi lại, nếu ta không cho thì sao? Đối phương đưa tay làm dấu mời, vậy mời Diệp công tử bắt đầu thể hiện đi, ta sẽ xem thế nào. Diệp Huyên bỗng nhiên biến mất. Sau đó, một tia kiếm quang đỏ chót đâm xuyên qua giữa trán Nam Cung Uyển, nhưng sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống khi nhận ra đây chỉ là tàn ảnh. Người thật đã xuất hiện lại cách đó hơn trăm trượng, bên môi vẫn treo nụ cười lạnh lùng. Hắn không làm nhảm nữa mà nắm lấy viên đá không gian trong tay rồi biến mất không tung tích. Đá truyền tống không gian, Nam Cung Uyển nheo mắt lại, đoạn ngẩng lên nhìn phía chân trời, phong tỏa không gian lại.
Chương 1794, thực lực của bọn họ đến đâu? Nàng ta vừa dứt lời, không gian nơi xa bỗng run lên từng chập khi từng luồng sức mạnh kỳ lạ không ngừng tuôn vào trong không gian kia. Ở bên trong, Diệp Huyên bỗng phát hiện không gian trước mắt mình có tầng tầng lớp lớp trở ngại. Hắn biến sắc, vội vàng thúc giục đạo tắc không gian trong người ra. Lực lượng không gian xuất hiện nghiền nát những luồng sức mạnh kỳ lạ kia. Khi không gian giãn ra, Diệp Huyên dùng đạo tắc nhảy vọt xuyên không gian, chỉ trong chớp mắt đã đến Táng Thần Nguyên. Bầu trời bỗng nhiên nứt toạc, Diệp Huyên bay vút ra, chạy thẳng đến Vạn Sơn Trường Thành. Nào ngờ một bàn tay khổng lồ vươn ra từ chân trời sau lưng phía sau lưng, mang theo nguồn sức mạnh hủy thiên diệt địa ập xuống khiến không gian bốn phía nứt ra, chỉ trong chớp mắt đã đến trên đầu Diệp Huyên. Hắn xoay người, rút kiếm khỏi vỏ. Chư thiên vừa chém ra, bàn tay khổng lồ kia đã chia năm xẻ bảy, nhưng bản thân Diệp Huyên cũng bị đẩy văng ra đi nghìn trượng. Diệp Huyên vừa chém xong đã quay đầu, thân thể nhoáng cái đã xuất hiện trong Vạn Sơn Trường Thành. Khi quay lại nhìn, chân trời đã trở lại trạng thái bình thường. Gần như ngay lúc ấy, một vài cường giả hoang giới đã xuất hiện bên cạnh hắn. Lục phủ ngũ tạng của Diệp Huyên đã hoàn toàn bị đánh nát, máu tươi trào ra khóe miệng. Không phải Diệp Huyên đấy sao? Hắn làm sao vậy? Trông có vẻ như bị người thần quốc đánh. Hừ, ta tưởng hắn lợi hại lắm cơ mà, sao vừa đến thần quốc đã bị hành tơi tả đến vậy? Chấm chấm chấm. Diệp Huyên không để ý đến họ mà xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu điên cuồng hấp thụ thần tinh và ăn linh quả. Khoảng nửa giờ sau, khi thương thế đã khôi phục tầm 7, 8 phần, hắn đứng dậy đi về phía Đạp Thiên Điện. Bên trong, ngoài nhóm người tinh chủ ra còn sở thống lĩnh và một người đàn ông trung niên mặc khôi giáp, tất cả đều ngẩng lên khi Diệp Huyên bước vào. Diệp Huyên vung tay lên, thi thể của Cổ Đạp Thiên lập tức xuất hiện. Tinh chủ biến sắc, liếc nhìn Diệp Huyên xong rồi thu hồi thi thể. Sở Chân Nhân mở miệng, Diệp Tiểu Hữu có thăm dò được tình huống của thần quốc không? Có hỏi thăm được một chút, Diệp Huyên gật đầu. Thực lực của bọn họ đến đâu? Hắn trầm giọng đáp, mạnh hơn những gì chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Chương 1795, kết quả không ai tin. Nghe hắn kể hết về Nam Cung Uyển và quân đội bên đó, tất cả những người còn lại đều rơi vào im lặng. Nếu những gì Diệp Huyên kể là đúng thì thần quốc không phải chỉ mạnh bình thường thôi đâu. Người đàn ông mặc giáp lên tiếng, Diệp Thành Chủ, làm sao ngươi biết được chuyện cơ mật như vậy? Mọi tầm mắt đổ dồn lên người Diệp Huyên. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, ông cho rằng ta đang lừa ông. Đối phương lắc đầu, ta chỉ đang nghĩ rằng đây là chuyện cực kỳ bí mật, làm sao công tử có thể biết cặn kẽ đến thế? Ta có phương pháp của ta, Diệp Huyên đáp. Nếu nói rằng Nam Cung Uyển tiết lộ cho hắn thì những người này sẽ cho rằng hắn đang cấu kết với thần quốc, vì vậy hắn tuyệt đối sẽ không nói ra. Người đàn ông cười cười, Diệp Thành Chủ à, thần quốc có lẽ mạnh thật, nhưng tuyệt đối không đến mức như ngươi nói. Diệp Huyên nhìn ông ta, các hạ là Lý Thiên, một trong các phó thống lĩnh của thần đạo quân. Nếu Lý thống lĩnh không tin ta thì có thể phái người khác đi dò hỏi xem sao. Lý Thiên nhìn hắn. Vậy thì Diệp Thành Chủ phải giải thích vì sao ngươi lại biết nhiều chuyện cơ mật của thần quốc đến vậy. Diệp Huyên chỉ cười, nếu ta không nói thì sao? Lý thống lĩnh sẽ cắn ta à? Đôi mắt gã đàn ông híp lại, một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng vồ đến Diệp Huyên. Hắn lao đến rút kiếm ra chém. Xoẹt! Luồng khí tức bị chém bể trong nháy mắt. Ngọn thương trong tay Lý Thiên cũng đâm về trước. Chỉ nghe rắc một tiếng, ngọn thương đã bị kiếm của Diệp Huyên đập nát. Cùng lúc ấy, một luồng sức mạnh khác cũng tách hai người ra, đẩy về chỗ cũ. Sở Chân Nhân vừa ra tay xong thì cất lời, bây giờ không phải lúc để lục đục. Ông đánh mắt nhìn sang Diệp Huyên, Diệp Tiểu Hữu, làm sao cậu biết được những thông tin này? Hắn im lặng một hồi mới nói, một vị quốc sĩ ở đó nói cho ta hay. Thần quốc không những không bắt mà còn nói cho cậu biết ư. Diệp Huyên gật đầu. Lý Thiên nhếch môi cười nhạt. Những người khác cũng lộ ra vẻ quái dị. Diệp Huyên thấy vậy thì lắc đầu, hiếm hoi lắm mới nói thật một lần, kết quả không ai tin. Chương 1796, bọn họ sẽ tấn công thần quốc. Thói đời gì đây hả trời? Đường Diêm lên tiếng, Diệp Tiểu Hữu,
có thể giải thích một chút vì sao họ không những không bắt cậu mà còn tiết lộ bí mật cho cậu không? Diệp Huyên nhún vai, xem ra chư vị không tin ta. Không phải không tin, mà là điều này thật sự có chút kỳ lạ. Sở Cuồng đột nhiên xen vào, chắc chắn là âm mưu của chúng. Thấy người khác nhìn sang, hắn ta mở miệng, nếu thực lực của chúng thật sự mạnh đến vậy thì tại sao còn chưa ra tay? Chỉ có thể là vì chúng không mạnh như chúng ta tưởng, thậm chí còn yếu hơn. Hơn nữa, chúng tiết lộ cho Diệp Thành Chủ những điều này còn không phải là muốn hù dọa, ảnh hưởng đến sĩ khí của chúng ta, khiến chúng ta chùn tay, không dám chủ động tấn công hay sao? Lý Thiên gật đầu, lời này rất có lý. Nếu thực lực của chúng thật sự mạnh như ai đó nói thì đã sớm phái đại quân ra rồi, nhưng bây giờ không có chút động tĩnh gì, chỉ có thể là vì chúng đang làm cáo mượn oai hùm mà thôi. Ông ta liếc Diệp Huyên một cái trước khi tiếp tục, bọn chúng thả Diệp Huyên trở lại đây chính là để lợi dụng hắn để làm lung lạc lòng quân. Ta đề nghị chúng ta hãy chủ động tập kích thần quốc. Diệp Huyên im lặng. Võ sư Nam phái lắc đầu, làm vậy quá mạo hiểm. Lý Thiên không cho là vậy, võ sư tiền bối, chúng ta phải đánh thôi. Vì sao? Bởi vì hiện giờ có rất nhiều người đang thỉnh chiến để tiến vào thần quốc. Nếu chúng ta tiếp tục trì hoãn có thể gây ra tác dụng ngược lại, mài mòn ý chí chiến đấu của họ. Võ sư nhíu mày, bọn họ muốn chiến đấu đến vậy ư? Đây là vì... Sau một hồi dừng lại, ông ta mới nói tiếp, tham niệm. Mục đích của những cường giả hoang giới kia là gì? Để bảo vệ tam đại hoang giới ư? Không, bọn họ càng muốn tiến vào thần quốc hơn. Một quốc gia mới đồng nghĩa với tài sản vô hạn khiến vô số người thèm thuồng khó nhịn. Bỗng Lý Thiên nhìn sang Diệp Huyên, nói thần quốc không chỉ tiết lộ nhiều việc, cơ mật, cho Diệp Thành Chủ mà còn để hắn trở lại. Vì lý do an toàn, ta đề nghị từ bây giờ cho đến khi chúng ta khải hoàn trở về, Diệp Thành Chủ không được rời khỏi Đạp Thiên Điện nửa bước. Diệp Huyên vẫn không nói gì. Tinh Chủ bỗng cất giọng, thần quốc có thể bỏ qua thi thể cổ Tinh Chủ chứng tỏ bọn họ không mạnh như chúng ta tưởng, vậy thì chúng ta cứ tấn công đi thôi. Có câu tiên hạ thủ vi cường. Bọn họ không ra tay, chúng ta sẽ ra tay. Ông ta nhìn Diệp Huyên, để không gây ra phiền toái cần thiết, Diệp Thành Chủ tạm thời đợi ở lại Đạp Thiên Điện đi. Sở Chân Nhân lên tiếng, cậu có gì muốn nói? Sau một hồi im lặng, Diệp Huyên mới nói, như lời của Lý Thống Lĩnh, Sở Thống Lĩnh và Tinh Chủ, thần quốc có lẽ không mạnh như chúng ta tưởng, thậm chí có thể đang làm cáo mượn oai hùm. Nếu chư vị tiền bối đã muốn tấn công thì ta cũng nghe theo các vị. Tấn công đi. Ánh mắt Sở Chân Nhân từ Diệp Huyên nhìn sang Tinh Chủ, tổ chức một nhóm cường giả, phát động tấn công bất ngờ. Tinh Chủ gật đầu. Bọn họ sẽ tấn công thần quốc. Chương 1797. Chắc chắn bọn họ sẽ thất bại. Sau khi quyết định, mấy người Sở Chân Nhân rời khỏi Đạp Thiên Điện. Trong điện chỉ còn lại Diệp Huyên và võ sư Nam Phái. Diệp Huyên ngồi trên ghế, mặt không cảm xúc. Lòng tham. Rất nhiều lúc, lòng tham sẽ cắn nuốt hết lý trí của con người. Tấn công thần quốc. Lúc này, hắn chợt phát hiện, ở trong vũ trụ hỗn độn này, rất nhiều lúc không có đúng và sai. Trước khi đến, Sở Chân Nhân nói với hắn, chống lại thần quốc là vì thiên hạ chúng sinh. Nhưng đây chỉ là mấy lời nói nhảm thôi. Những người đến từ các hoang giới này thật ra đều là vì bản thân họ. Thần quốc muốn chinh phục bọn họ. Mà bọn họ cũng muốn chinh phục thần quốc. Ai đúng ai sai? Đều giống nhau. Tất cả mọi người trong điện cảm thấy thần quốc không mạnh đến thế, nhưng hắn biết, Nam Cung Uyển kia không lừa hắn. Hơn nữa có lẽ thần quốc còn mạnh hơn những gì Nam Cung Uyển nói. Có điều hắn đã không muốn quan tâm nữa rồi. Hắn đến đây là vì cùng chống lại thần quốc với những người này, để bảo vệ thần võ thành. Nhưng bây giờ xem ra hắn sai rồi. Những người này đều đến vì bản thân mình, mà một khi để bọn họ tiến vào thần quốc, chắc chắn bọn họ cũng sẽ biến thành ma quỷ. Rất nhiều lúc, nhân tính có thể đen tối đến mức không còn nhận ra bản thân. Diệp Huyên định đứng dậy rời đi, lúc này, võ sư Nam Phái cách đó không xa đột nhiên nói, ta tin những gì cậu nói trước đó. Diệp Huyên nhìn võ sư Nam Phái, người này ở lại để trông hắn, rõ ràng là sợ hắn báo tin cho thần quốc. Nghĩ vậy, Diệp Huyên không khỏi cười châm chọc. Lúc này, võ sư Nam Phái lại nói, chắc chắn bọn họ sẽ thất bại.
Diệp Huyên nhìn Võ Sư Nam Phái, vậy vì sao tiền bối không ngăn cản? Chương 1798, tiền bối có quan hệ với Võ Viện sao? Võ Sư Nam Phái cười, ngăn cản bằng cách nào đây? Đã có mấy trăm nghìn người tới rồi, mà thần quốc chính là một con dê béo trong mắt bọn họ, ai cũng muốn chia phần. Diệp Huyên nói, người bình thường không hiểu, chẳng lẽ tinh chủ và sở chân nhân cũng không hiểu? Võ Sư Nam Phái lắc đầu, bọn họ càng tham. Hơn nữa, bọn họ cần có người dùng mạng mình đi thăm dò thực lực của thần quốc. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức hiểu ra. Võ Sư Nam Phái lại nói, Diệp Tiểu Hữu, lão phu có một yêu cầu quá đáng. Diệp Huyên nhìn ông ta, tiền bối nói đi. Võ Sư Nam Phái nói, học trò kia của ta quá cứng đầu, không biết biến báo, sau này nếu có chuyện gì, mong Diệp Thành Chủ có thể quan tâm một chút. Nói xong, ông ta búng tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đồ bay đến trước mặt Diệp Huyên. Bên trong nhẫn chứa đồ có một bảo vật cấp bậc đạo cảnh. Võ Sư Nam Phái cười, đây là bảo vật đạo cảnh duy nhất của ta, nhà đầu kia lại không thích, cho nên mong Diệp công tử đừng chê. Diệp Huyên búng tay, bắn nhẫn chứa đồ lại trước mặt Võ Sư Nam Phái. Võ Sư Nam Phái nhìn Diệp Huyên, đợi hắn lên tiếng. Diệp Huyên nói, lúc trước tiền bối từng nói chuyện giúp ta mấy lần, ơn tình này ta vẫn luôn nhớ trong lòng. Cái khác ta không dám đảm bảo, nhưng sau này nếu Triệu cô nương gặp nguy hiểm gì, chỉ cần trong phạm vi cho phép, ta nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Dù Diệp Huyên hắn rất thích bảo vật, nhưng hắn cũng không phải thật sự không có giới hạn. Người khác từng giúp hắn, hắn chưa bao giờ quên. Võ Sư Nam Phái nhìn Diệp Huyên, cười khẽ, Diệp Tiểu Hữu, bây giờ ta đã hiểu vì sao Võ Vấn và Việt Vô Trần lại giao Kiếm Tông và Võ Viện cho cậu rồi. Diệp Huyên hỏi, tiền bối có quan hệ với Võ Viện sao? Võ Sư Nam Phái cười, có chút quan hệ, năm đó sư tôn của ta xuất thân từ Võ Viện, nhưng ông ấy bị đuổi đi, không thể xem là người của Võ Viện. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức hiểu ra. Chẳng trách lúc trước Võ Sư Nam Phái nhiều lần nói chuyện giúp hắn, có lẽ cũng vì lý do này. Lúc này, Võ Sư Nam Phái đột nhiên đứng dậy, ông ta đi tới trước cửa đại điện, nhìn về phía Táng Thần Nguyên, nhẹ giọng nói, bọn họ sắp đến rồi. Diệp Huyên đứng dậy, hắn đi tới trước cửa đại điện, sau đó nhìn về hướng thần quốc. Táng Thần Nguyên, chương 1799, đương nhiên là vì lợi ích. Lần tập kích thần quốc này cũng không có nhiều người, chỉ có 100, nhưng 100 người này đều được tuyển chọn tỉ mỉ, trong đó có khoảng 10 cao thủ chứng đạo cảnh, 30 cao thủ đạo cảnh, còn lại thấp nhất đều là thánh cảnh. Trận thế này có thể nói là rất mạnh rồi. Mà người cầm đầu chính là Lý Thiên. Mục tiêu của bọn họ lần này chính là Thổ Mộc Bảo. Thổ Mộc Bảo là một cứ điểm của thần quốc. Trên hư không, 4 người tinh chủ đều đang chờ đợi. Chỉ cần cao thủ đứng đầu của thần quốc ra tay, bọn họ sẽ ra tay ngăn cản. Bên dưới, Lý Thiên dẫn đầu nhìn Thổ Mộc Bảo ở phía xa, vẻ mặt trở nên hơi dữ tợn, chư vị, tinh chủ có lệnh, sau khi tiến vào thần quốc, mọi thứ trong thần quốc, chư vị có thể lấy thoải mái. Nghe vậy, mọi người trong sân lập tức như được khuấy máu chiến, nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ đến nơi này là vì cái gì? Đương nhiên là vì lợi ích. Bảo vệ thiên hạ chúng sinh lê dân bách tính. Không. Rất nhiều lúc, người có thực lực càng mạnh thì càng ích kỷ, vì bọn họ chỉ vì sự sống của bản thân. Thần quốc là một đất nước thần bí, hơn nữa còn có quan hệ đối nghịch với ba hoang giới bọn họ, một khi tiêu diệt thần quốc, tài sản bên trong thần quốc đều sẽ là của bọn họ. Được trọng thưởng, chắc chắn sẽ có người chịu xông pha. Một đám người nhanh chóng đi tới trước Thổ Mộc Bảo, lúc này, cổng thành của Thổ Mộc Bảo đột nhiên mở ra, một người đàn ông tay cầm trường thương đứng trước cổng thành. Người đàn ông nhìn đám người Lý Thiên đang xông tới, mặt không cảm xúc. Vẻ mặt Lý Thiên dữ tợn, giết. Nói xong, ông ta tung người nhảy một cái, xông thẳng về phía người đàn ông cầm trường thương. Nhưng vào khoảnh khắc ông ta vừa xông ra, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết. Sắc mặt Lý Thiên thay đổi, ông ta xoay người. 100 người sau lưng ông ta đang lần lượt ngã xuống. 10 giây sau hơn 100 thi thể nằm trên mặt đất trước mặt ông ta. Mà kẻ ra tay chính là 20 người áo đen cầm lưỡi hái. 20 người đứng yên ở đó tựa như thần chết. Chương 1800,
vì thanh phi kiếm này là kiếm Thiên Chu. Đầu óc Lý Thiên trống rỗng. Cứ thế chết hết rồi sao? Trong hư không, sắc mặt mấy người tinh chủ cũng trở nên cực kỳ nặng nề. Đây là giết người trong nháy mắt mà. 20 người bên dưới là binh sĩ tinh nhuệ nhất của thần quốc à. Bên dưới, người đàn ông tay cầm trường thương chậm rãi đi về phía Lý Thiên. Lý Thiên lấy lại tinh thần, ông ta nhìn người đàn ông cầm trường thương, các ngươi đã chuẩn bị từ trước. Có phải Diệp Huyên thông báo cho các ngươi không? Người đàn ông không trả lời Lý Thiên, gã ta bước một bước về phía trước, một sức mạnh kinh khủng lập tức bắn về phía Lý Thiên. Vẻ mặt Lý Thiên lập tức trở nên dữ tợn, ông ta bước tới trước, đánh ra một quyền. Hai người gần như ngay lập tức lùi về sau. Lý Thiên là phó thống lĩnh của thần đạo quân, thực lực đương nhiên không thể nghi ngờ. Sau khi dừng lại, Lý Thiên xoay người bỏ chạy. Mấy người áo đen muốn đuổi theo, nhưng người đàn ông lại lắc đầu, không cần. Nói xong, gã ta nhìn mấy thi thể dưới đất, chặt đầu những người này, đưa tới dưới Vạn Sơn Trường Thành. Vâng, Việt thống lĩnh. Chẳng mấy chốc, dưới Vạn Sơn Trường Thành có thêm 100 cái đầu máu chảy đầm đìa. Còn Lý Thiên, sau khi về đến Vạn Sơn Trường Thành, ông ta nhìn về phía Vạn Sơn Điện, thét to, Diệp Huyên, lăn ra đây cho ông. Một thanh phi kiếm bay ra từ trong Vạn Sơn Điện. Một khắc sau, Lý Thiên kia lập tức bị thanh kiếm này chém lùi khoảng trăm trượng, cùng lúc đó, cánh tay của ông ta cũng bay ra ngoài. Vì thanh phi kiếm này là kiếm Thiên Chu. Lúc này, Diệp Huyên xuất hiện trước mặt Lý Thiên, hắn đi về phía ông ta, kiếm Thiên Chu lơ lửng trên đầu hắn. Lý Thiên nhìn Diệp Huyên, vừa giận vừa sợ, Diệp Huyên, có phải ngươi bán đứng chúng ta không? Diệp Huyên lắc đầu, ông ngu xuẩn như vậy, sao có thể làm phó thống lĩnh của thần đạo quân vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 54.